Hello, xin chào mọi người nha. Rồi hôm nay hút chơi bách quên nữa nè. Mọi người vô đây nè mọi người ơi. Vô. Em chào vô. Bác thuốc. Rồi bác thuốc là bác gì em? Facebook dịp giùm em chị mèo ơi kìa. Ok. Mèo đang ngồi việc kìa mấy bạn ơi, từ từ để cho mèo mèo vừa việc vừa đánh nữa nè. Cảm ơn Honey 27 nha. Không qua đầu số tay được mọi người ơi, không được. Thomas ơi, em tỉnh táo lên em ơi. Em đang táp. Em đang ngồi em táp luôn hả? Cảm ơn em nha. Em thấy Thomas rồi, mọi người phải noi theo tấm gương của vừa Thomas nè. Vừa chơi mà vừa táp được luôn nè. Mèo vừa chơi vừa phải lo cho cái đại gia đình nữa nè. Rồi kìa, hút đi đây. Trời ơi, xanh vừa vô nó đặt ta tới luôn kìa, nó đặt rồi, xanh ông nội nè mèo ơi. Rồi luôn. Ông nội đây. Vừa vô mà sao nghe đặt đặt vậy thì nghe bớt bát chứ. Ê trời, xong cái tụi nó này đặt cái kiểu của nó tụi đặt không được luôn mèo ơi. Ai mở? Nó full nè, nó mới đặt được kiểu đó hay gì đó. Thì phải. Ngựa cũng ngựa. Rồi nó ra tới commit luôn rồi mèo ngựa ơi. Ngựa lắm đó, tao qua tao lấy cửa, tao lấy đồ. Rồi tôi hết lóc rồi mèo đặt đi. Nè. Rồi xanh nó. Từ từ đi chậm. Xanh nó đặt tè le luôn nè, tôi hiểu nó đặt nhanh như thánh vậy mà coi kìa nó đặt kìa. Trời ơi, không con này đặt bình thường nãy thằng đặt commit đặt như điện nha mèo. Đó rồi giờ đặt từ từ đi kìa. Rồi tôi nghiệp không? Tôi phải đặt như tôi chứ không có ai mà đặt nhanh. Ta chơi nó đặt từ từ thôi, mấy thằng đó nó đặt như thần như thánh luôn. Nó là ba, nó là ngành điện lực đó, biết gì hết trời ơi. Đặt như điện nghe không chị Mai Đăng. Rồi nó quánh như điện luôn nè, nó quánh như điện mày ơi. Rồi xong nó chết rồi. Sao? Mình là anh Giang. Thomas là ai? Ủa, hiểu Thomas hả? Không, tôi Thomas là anh Giang. Không, thằng xanh là đã có cái skin giống Thomas. Thôi vậy không biết rồi. Thằng xanh nó thẻ. Rồi tôi đang ôm một MRO tôi chạy về, tôi muốn chết đâu mày ơi. Chết rồi. Mày qua bên kia lấy em rồi đi. Trời ơi, tôi lấy mà quá trời hầm xanh nó chặn đường tôi, sao tôi đi? Em biết đâu. tôi chạy qua bên đây nè. Rồi giết tôi luôn mày, hứa đi, nó chém xa quá. Thì nó mấy này là vô mình vô hình như một động mà tôi nè mèo ơi. Thì chứ lúc nào đi cũng thấy. Nè, xanh xanh cho trời nó vô nhà mình, xanh cho trời vô nhà mình nè. Rồi xanh cho trời vô nhà mình kìa. Ấy bắt hàng xanh nó vô nhà mình luôn kìa. Rồi giết rồi. Thiệt chứ. Điên cái đầu với nó thiệt chứ. Ôi thần lĩnh ơi. Lá bằng tool kìa. Thì nó bằng tool mà em. Tool là tool level gắt luôn á. Không nhưng mà mình ráng độ, mình ráng mình cân tool luôn mấy em ơi. Bật chế độ cao đi. Ủa vàng. Mèo qua bên kia lấy em rồi mèo. Ok đang chảy nè. Qua bên kia tôi còn có mấy máu mèo thấy không? Còn có mấy máu mà. Bốn em rồi rồi. Hai tôi có hai viên rồi mèo, lượm viên đó nữa là bốn viên rồi đó. Đánh em rồi. Rồi nhà bay mới rồi đó. Kìa bụp nước rồi. Rồi xong luôn rồi. Nó quýnh gì hai người bay luôn vậy? Gắt vậy? Nó quýnh mà hai người bay luôn rồi. Ừ nó quýnh một lần hai người bay luôn. Này nó chạy về. Đứng ngập nó dục hết đồ ra, nó dục hết đồ ra. Nó về tới chết luôn mà. Ủa mấy này nó gắt thiệt chứ. Em xem lấy kim cương đi em ơi. Mình lấy kim cương này cắt xuống bé nó đi. Ok. Cái này nó bị điên cái gì, nó quánh khủng vậy trời. Cái này ghê lắm, không nổi đâu. Ôi nó đánh ghê lắm. Bị điên cái gì, nó quánh khủng vậy. Này. Trước mặt sau lưng. Rồi xong hay quá mèo ơi, đi lấy em rồi đi, lấy em rồi chạy về lại em rồi. Có rồi, bên đó có rồi á. Đó, tôi chạy kia mà chạy bên kia mà. Kia không có. Có bên kia nó mới có luôn đó. Tôi mới chạy qua rồi. Mèo vừa chạy qua mèo canh cái đồng hồ nó đếm dây trên này nè. Đó, thấy chưa rồi. Chạy về đi. Nhà mình đâu kia. Nhà mình màu vàng. Đó, trời chạy quá vậy sao lại chi mà nổi. Sếp chứ. Ơi điên thiệt chứ. Rồi xong luôn. Nó hát rồi, nó đập bay luôn rồi. Nó nhảy lên cao nó vẫn đập được rồi, thấy chưa? Rồi. Rồi mình ráng mình cân nãy vừa vô phải chi mua ít adapt là thoát rồi. Tại vừa vô mình chưa có mua ít adapt mèo ơi. Hình như tôi lỡ lít cho cái điều mà. Đúng rồi, đánh cái này. Khó chịu quá mọi người ơi. Lỡ lít cho cái giường. Tôi lấy miếng nước này, nước này nước tôi để dưới này. Lỡ lít cho giường rồi. Lít cho giường là sao? Nè thì bị văng đó rồi chứ sao? Điên. Quýnh chung với ai nào nè? Từ từ nhiều khi cái trận đó mình cũng ghét cái map đó lắm mọi người. Rồi. Đạp vườn mình luôn. Mọi người xe lên trước nha. Đây là phải để cái thùng nước kế bên mọi người. Cái miếng nước đi. Nè nước nè tôi để đây nè. Đâu? Nè. Hình quá. Mọi người xe live stream với anh Hút nha. Lâu lâu rảnh nhắn táp lên giùm anh nha. Map này map gì rồi? Cái map này map yêu thương đúng không mèo? Map này đúng yêu thương luôn nè. Map này còn trở tay trở chân được. Không, mà cái map này á, cái đường nó không phải là đường chéo, nó đặt đường thẳng, tụi nó hát đặt lắm, nó đặt bẻ lắm mèo ơi. Đặt như thánh vậy đó. Mèo nhớ hôm trước mình mở cái giải bét quơ không? Người ta bờ rồn vậy, chưa có ai đặt cái kiểu đó mèo thấy không? Còn mấy này nó đặt cái kiểu đúng điên luôn mèo. Chưa có ai mà đánh văng kiểu đó luôn á, mấy cái này đánh văng thấy sợ.
Cái này sao nó đánh văng quá mọi người ơi. Ủa đặt lắp đi đâu hả? Xíu chơi Mudder đi anh. Tôi đặt nạt qua chỗ kim cương này mèo. Rồi đặt qua chỗ Mudder đi. Thì chở chỗ Emerald đi. Tôi phải đi lấy được Emerald. Em tắt hết nổi rồi. Cảm ơn em nha. Vì em cũng đã từng tắt rồi. Tắt 5 phút thôi. Đừng nghỉ tay rồi tắt tiếp. Chứ đừng có... Đừng có tắt liên tục đau tay lắm em ơi. Tiểu Ngọc, mua cái khối chọi gỗ. Tiểu Ngọc ơi, mua cái khối chọi đồ bậy đi. Ai, đưa em ở đồ đây coi. Mày đi được hai kim cương rồi nè, có hai kim cương rồi. Mày trả cho tao không? Mày trả em ở đồ đây. Rồi mày biết tới nhà luôn hả? Trả em ở đồ đây, thằng kia, đưa em ở đồ đây. Đưa em ở đồ đây mau. Đi tới nhà luôn. Tôi hả, tôi không có tôi. À, tôi đi, tôi té chết, tôi lo nhìn bên mèo không à. Đúng là chơi mất tập trung quá. Cái thuốc đèn, ờ, cảm ơn em nha. Ôi nhà xanh bị đập luôn rồi, xong nhà xanh. Sao mày? Chưa nhà nó lộn giường rồi chứ nó không có thành giường đâu, đừng có lo. Đặt tin tay vô hả? Hay quá em ơi. Ủa là sao bác anh chạy sau lưng chị luôn hả sao bác? Kìa kìa, anh toàn đặt đặt lóc len không kìa. Nè tụi này vô là biết nhìn là cái tay là tôi biết tụi nó quơ như cái máy điện hả mèo. Cái này nó điên rồi. Còn vàng nó quýnh đỏ kìa mèo ơi. Con lắp giường rồi, thôi chạy về luôn. Cần gì chưa lỡ hết hồn. Nó chạy nhanh vậy. Ôi. Ủa còn cửa em ở đồ đâu ạ? Thấy rồi, thiệt chứ em ở đồ mà giấu trên này á ông nội. Thôi thôi, tôi vô tới nhà xanh luôn mèo ơi. Vô trong nhà nó luôn rồi nè. Nhà xanh lá cây nó qua tới kìa. Ok, rồi rồi, mở đồ, mua cục chọi đi em ơi, cục chọi đi, mua tin ti. Rồi. Ok, mũi là tác cái, từ hai cái cưa mũi là tác cái. Rồi, xong chưa? Giết. Trời ơi, mấy em nội này cầm kiếm sắt, kiếm này kiếm kia đi, cuối cùng quýnh nguyên con bò vậy đó. Mèo, đi qua nhà xanh lá nè mèo ơi. Xanh lá nó kiếm chuyện với mình nè. Đang kiếm em rồi. Em ơi em, đi mua qua nhà xanh lá em ơi. Cái gì để đắp giường luôn á. Thì nhà không còn gì hết chị bên đây, ráng thì chị bên đây. Trời ơi, quýnh không lại mặt tôi thì chết á. Đấy ông nội, mặt tôi lên. Chị nổi không? Rồi, đi qua nhà xanh lá nè mọi người ơi, đi qua nhà xanh lá. Đi qua nhà xanh lá đi đường này nè. Cái cứ để nó qua đi chị, em một người hai người ở nhà đi, anh qua nhà xanh lá tới rồi nè. Để em ở nhà cho. Tiểu Ngọc ở nhà rồi đó. Anh đặt tiên ti luôn, anh đặt tiên ti luôn rồi nè. Rồi mèo. Rồi xong. Hay quá. Trưởng nó mèo ơi, nó banh giường rồi. Có một thằng khách trong nhà xanh lá. Biết rồi. Nhưng mà tụi nó banh giường là được rồi mèo mọi người ơi. Tụi nó banh giường là được rồi. Vậy là hay quá rồi. Ê tụi nó chết lên thằng rồi kìa. Ờ nhưng mà có trong hay quá mèo ơi. Tụi nó còn sống. Kệ nó đi, kệ nó. Thằng vàng nó làm le vô nhà mình hay gì vậy? Không phải gì là emerald. Trời, nãy giờ mình chưa lấy được emerald luôn á. Ừ, nè, tôi lên tôi cướp đó. Biết tại sao không? Không, này hút té. Ôi, đỏ nó chơi chọi đường kìa. Trời, đỏ chơi đường. Đấy, có vô nhà. Rồi, xanh ra trời, nó vô nhà ai kìa. Mèo quá hả? Hả? Ở nhà mình bị vậy mà, có thằng tàng hình vô nhà mình. Nè, chạy về nè. Rồi. Anh đâu rồi? Rồi. Anh đâu rồi? Nè, hai dấu chân anh đâu đây nè, dấu chân. Nó vô nhà cái gì kìa. Anh canh đỏ đằng vô chung á. Anh canh đỏ đằng vô chung á. Kìa kìa, ảnh kìa, kìa. Lắp đi, chị mình đang lắp đi. Đây. Nè, đỏ nè, đỏ đang qua. Ê, nó bắn cung, đỏ có cung. Mà nó cha nó chơi cung luôn em ơi. Đấy, có thằng. Ê, tôi kẹt nó sao vậy? Chết đi mèo ơi, chết lẹ đi. Chết đi, đừng ngại ngùng. Rối quá. Mới thục xanh xong giờ biển đỏ nó qua nữa rồi. Thôi qua nhà bậm xanh luôn đi. Nè, nó đang ngáo ngáo đứng trước cửa nó nè. Nè, anh chạy vô nhà rồi. Chạy nhà rồi. Ba đứa rồi chị ơi. Đâu rồi. Tôi bập gần chết xanh rồi. Nhà trước cửa hai đỏ bên hông xanh. Hai đỏ quá kìa, hai đỏ quá. Đập lóc mày. Sao nhà mình giờ ba thằng nó quýnh một nhà mình vậy ta? Chắc là mấy này kẻ thù kiếp trước của mình đó mày ơi. Mấy kẻ thù mấy tận trước á. Mình chơi riết ông kẻ thù luôn mày ơi. Mọi người tắt cái post nè, xem stream giúp post đi nè. Mọi người xem livestream giúp post nào. Rồi nhanh lên mèo ơi, tôi đi qua đây. Đi. Nào cắt đường mình nữa vậy. Nào cắt đường mình nữa vậy. Đổ ba. Rồi để hút qua nhà đỏ tới liền nè, hút qua nhà đỏ liền giờ nè. Nè xanh lá nó nè, nó banh giường rồi mà vẫn còn nhây vậy mày. Mày banh giường rồi vẫn còn nhây. Trời ơi, trời mày hát, ô thằng bên đó. Trời ơi, tôi mất 6 em rồi. Ôi trời ơi, thằng lên ơi. Đỏ có thằng bật tôn trong nhà đó. Ok, tôi biết rồi, từ đi. Bỏ đi mèo ơi, từ để tôi qua tôi làm lại cuộc đời cho team mình cái. Xây cái nhà khủng khiếp luôn. Đỏ qua.
ấy á. Ok. Chết rồi. Dạng qua nè. Dạng đang qua nè. Trời ơi, qua kìa. Có chân đổ qua kìa, Dạng đang tính lâm le đi qua nhà mình nè. Nè. Mày điên mày, ra đây mày áp ca mày, chết bà mày đi. Đây. Rồi, trở lại kìa. Ôi ôi. Quê. Đổ qua. Ok, đổ qua. Nó nhảy từ đó xuống nó tính máu rồi. Đâu hả? Dạng qua, dạng qua đó. Dạng nó qua nè, Dạng. Quýnh té chứ. Quýnh cầm 2 emerald về nè, nãy về nhà mình có 1 emerald nào chưa? Chưa luôn á. Trời ơi, để 2 emerald này tôi dùng để tôi diệt nó luôn cho nó gọn nè bây. Team này tận này mình khỏi cần chơi emerald đi. Lâu lâu cho 1-2 trận khỏi emerald luôn cho nó hấp dẫn. Ừ. Ok. Dùng 10 lóc. Từ từ nha, để hai chai thuốc cái đồ chơi của tôi trong gương nha, để ngay lấy đồ chơi tôi xài nha. Ok. Tôi qua nhà đỏ rồi, nhà đỏ nó qua, nữa nè. Ấy. Giờ nhắn tin cho xanh lá kêu mày giết đỏ phụ tao, tao tha cho mày. Bắn cung nữa kìa. Bắn cung nữa. Ấy, nó bắn cung kìa. Ấy luôn. Ủa, thiệt luôn hả? Mèo mèo lấy em rồi đi mèo ơi. Đỏ đang commit kìa mèo. Mình là màu xanh dương. Trời ơi. Nó đứng nó bắn cung rồi, nó bắn cung kìa. Mẹ quay thử nó bắn cung mình á. Trời ơi, bắn chặt rồi đây, học mèo này. Tôi qua tới. Mày bắn nè, tao dí, tao đập cái đường nhà mày, chết bà mày tao. Nè, tôi qua tới nhà đỏ luôn mèo ơi. Nè. Mẹ ơi, tôi qua tới nhà nó luôn kìa. Tôi biết rồi chứ. Dạng ra em bập nhà nó nữa. Tôi thừa cơ tôi đem đồ chơi qua nè. Lắc quá, chịu không nổi luôn. Lắc không? Lắc lắm. Lắc lắm hả? Ok, tôi qua tới là hết lắc liền. Tôi đang qua mẹ ơi. Tôi đang đi sau lưng. Chạy trước. Tính ra thì chứ tết nó kêu tôi chạy trước rồi, còn lắc dành đó. Bắn cung. Rồi bỏ một trái tim đi rồi, Rồi mẹ ơi. Cái giường. Ủa, chưa nó lộ giường chưa? Chưa lộ giường. Cái nhà nó xây như cái đống phân. Rồi. Mình qua cái nữa là nhà nó là lộ giường á mẹ ơi. Làm cái nữa. Đã chạy qua bên nhà xanh lá lấy kim cương mẹ ơi. Xanh lá còn sống, ông qua đó hả? Không, chạy qua bên cái chỗ kim cương bên xanh lá nè, nó đặt cái đường cho mình nè, lấy kim cương đi. Cái tôi là gì vậy? Có kim cương nữa, bên đây cũng có kim cương nữa. Vàng. Vàng nè. Oh yeah. Ơi, tôi trốn thoát rồi mèo ơi. Có thằng đỏ đó qua nhà mình nè, đỏ đi cửa mít, đi cửa chính qua nhà mình kìa. Đỏ đi cửa chính qua nhà mình. Nó đang hết đi à. Tè. Nên là anh nó đang cầm 2 kim cương nè. Rồi thấy bà nó thấy hút rồi. Ê, tôi chạy. Ê, đang gấp sắp bét thuốc đi hút rồi. Thôi, con đỏ vô. Đâu. Cửa chính, cửa chính không con. Vậy. Nhà bà kim cương rồi. Đang gấp sắp bét thuốc đi. Ok. Sắc bén đúng không? Rồi tôi có 12 kim cương đủ luôn rồi nè. Nâng cấp sắc bén đúng không? Rồi. Rồi xong rồi đó, nó hả? Rồi trời. Lâm chặt 2 cái chích chua lên chích nhắc. Này điên rồi mấy em ơi. Này nó điên rồi. Dạ đưa kim cương đây mau. Đưa kim cương đây. Đưa em vào đồ đây. Mèo làm cái gì mèo? Lấy con gì em vào đồ với nó đó, tôi quên lộn. Đó sao kìa, đó sao gì ơi. À cứu đi, cứu. Rồi. Thôi quá vô tới nhà luôn. Kìa anh nhảy xuống luôn rồi kìa. Tới nhà luôn. Ok. Để cất chai thuốc ra ngoài bập nó luôn. Anh đang chuẩn bị đồ chơi nhiều lắm nè mọi người ơi. Qua nhà đỏ nè. Ok. Ê, nó chặt đường. Kệ bà đi. Sẵn lên đây coi luôn. Nhà thằng nào nhà vàng xấu nhất á. Nhà vàng xấu nhất. Để đường này tiếp. Nhà vàng nãy giờ mà xấu nhất. Vàng nãy giờ nó bập đột với đỏ gì lắm. Anh đang còn cố cái tình bập đỏ nó hay gì nè. Đi tôi lên đây. Cái nhà mình nằm ngay đường chéo luôn mèo. Có lấy emerald nhất luôn á. Rồi 2 emerald luôn. Yes. Dẹp đi. Tôi có 4 emerald luôn mèo ơi. Tôi có 3 emerald và đậu phẩm thiệt. 42 giây nữa. Thôi chết bà. Ráng đi, xử đỏ giùm tôi. Ơi tôi đang cầm 3 emerald. Nó cứu. Thằng đỏ. Rồi, 4 emerald trong nhà nha. Chạy tới cửa hai người nhau nó chà lia lịa.
liền đâu có tha được đúng không? Nếu có tình hình hay gì á kiểm tra đi, không. Rồi, hai trái thuốc nè. Rồi hút qua nhà đỏ nha. Ok. Chào tôi xíu hút. Ok, mèo làm gì? Làm gì? Chung với ông chứ làm gì? Cái vàng nước mèo ơi, vàng nước. Ê, đỏ, không có lóc qua nhà đỏ đường nào hả? Qua nhà đường mít nè. Cửa mít hả? Cửa mít. À, tôi đang vô nhà đỏ mẹ ơi. Có thằng đỏ đứng trên chỗ em rồi kìa, nó chạy dí không? Ờ, dạ. Dí rồi tôi chưa? Trời ơi, mày nó hát em ơi, nó hát. Trời ơi, cách nào tôi qua bên đó đây trời. Ê, nó quýnh tôi mẹ ơi. Nó được luôn á. Trời ơi, tôi có một cái cục trời, trời ơi, tôi quên. Ơi. Thằng già nhà đỏ mém nữa lũng vườn mẹ ơi. Biết rồi. Không có tiền mua len luôn. Khổ vậy. Mén nó đỏ banh giường rồi với tôi rồi. Đi lấy thêm kim cương mày ơi. Đứng nó chỗ lại kìa. Mình là thằng Zalo phải không? Ừ đúng rồi, mình Zalo á. Ồ mình là Blue mà. À, mình Blue á. Trời trời khổ. Vậy mà nãy giờ nói như đúng rồi. Tôi ghét từ cao nhảy xuống là nó ghê luôn. Nó dễ chết lắm mèo, cái đó dễ chết biết luôn á. Nè tôi có thêm 4 mờ nữa rồi nè chị Banda ơi. Lần này mình chị xài đâu kêu chị. À rồi nãy giờ em tưởng nó chị lấy chị xài không chứ. Trời ơi mấy ông xài hết rồi, có giờ thần linh ơi. À ok để tôi dùng cái này tôi ban qua nhà nó luôn cho rồi. Ây da. Ây bắn mà bắn. Ây. Ủa hút. Gì? Nó có sắc bén rồi cơ. Nó có sắc bén rồi, thấy cái kiếm nó lung linh thấp sáng không? Lung linh như một vì sao đó. Nè. Lung linh tình mẹ tình cha. Đúng rồi. Rồi qua nhà vàng, qua nhà gì, qua nhà đỏ tiếp nè, qua nhà đỏ tiếp nè. Rồi đầy đủ được chơi, cho tôi thêm một TNT nữa, có thôi. Có 2 vàng nữa à, có 2 vàng nữa. Rồi đưa tôi bỏ vàng hết vô rương, tất cả dùng vàng hết vô rương. Rồi. Năm nào thiếu ba vàng nữa, từ. Mèo đi, tôi đứng tôi gom 3 vàng đi ra đứng thủng nhà đi mèo ơi. Em rồi đông chị Banda ơi. Chị Banda ơi, em rồi đông dương kìa, lấy xài đi chị Banda ơi. Rồi em muốn xài đi. Trời trời ơi, chị chơi gắt vậy. Chị không lắp vô luôn. Chị thằng này chị chơi trên lúc cá nữa. 4. Rồi, để chị mua cây cấp cái. Đó thôi. Đó, bật mèo chưa hả? Chưa chết, gặp tôi nhưng tôi chưa chết. Hay quá mèo ơi. Rồi giết nó rồi, tôi chạy vô nhà lên mua táo vàng thấy không thôi tôi chết. Ok. Mèo ơi, tôi đủ đồ chơi rồi nè mèo ơi, 2 tin tây 3 trái hai bot nè. Mèo ơi, cho okay. Ăn miếng đi, không có vàng. Ờ tiểu thập coi nhà nghe chị vô lắp á. Ok. Không có vàng luôn ấy đâu mua. Vàng trong rương. Để tôi chạy qua nhà thằng xanh lá. Chị Banda, chị Banda nè. Tôi chạy qua bên này, thằng Giang, Giang nó bên này nè. Giang lấy kim cương bên này nè. Ủa trời, Giang nó lấy kim cương bên xanh lá này. Nãy giờ nó ôm kim cương nó chạy mèo ơi. Trời biết rồi, nhưng mà bây giờ nó đang bận lo thằng đỏ, thằng hắt chị không lo. Đang được cho nó nè, trời. Nó tôi dí nó tới nhà luôn mèo ơi. Nè. Trời, sao không lo, mi lo cái thằng không mắt vậy. Rồi tôi lấy được 4 kim cương của nó luôn mèo ơi. 4 kim cương. Tôi đâu cũng biết đâu, tôi thấy nó chạy tôi dí thôi. Ráng dí. Ê vô nhà xanh có gì mua lấy gì. Có rồi. Nhiều lắm mèo ơi. Rồi 17 vàng luôn. Rồi đó, mua nhiều tinh tây vô hút. Rồi tôi ok. Qua giọng kình đi nhà nó luôn. Rồi giờ qua nhà nó chưa mèo ơi. Đây nè. Vàng vô nó quýnh tôi mèo ơi, tôi đang có đồ trong người. Mèo cứu tôi. Rồi xong. Rồi hên quá, tôi có hết đồ kịp rồi. Hên. Âu cũng là do cái duyên số thôi. Âu cũng là duyên phận. Duyên số là vàng nó không có tả thù được tôi. Vàng qua nó kìa, đi qua nhà tỏ lẹ. Về hút về tôi. Đi về liền. Từ, tôi đang có 18 sách. Rồi xong. Về. Vàng qua kìa. Đây mình hai thằng là nó sợ mình chứ không phải mình sợ nó, mình không cần gì sợ. Kìa đứa ăn qua kìa, quay quýnh nó luôn không? Bụp nó luôn. Mày điên à, đi. Rồi bay bay được rồi. Đi. Đi commit, sẵn ra lấy kim cương luôn nè. Đi. Chừng có hẳn bắn cung mới là mệt á. Không, tụi này nó không có cung đường này đâu. Tôi biết mà, tôi nhìn là tôi biết rồi. Cái màu mấy này không có cung rồi. Mình là đi ngay cái góc khó luôn. Này nè, giác vậy. Đi. Ủa, nó đi lấy em Emerald, nó lé Emerald, nó chạy kìa mèo ơi. Này nè, con chín máu kìa nó. Rồi, ê, còn một máu, còn một máu. Rồi, sau 4 Emerald luôn. Yes. Đem về nhà luôn. Ok, đem về nhà cho chị Banda lên. Ai đỏ nó hút qua nhà mình kìa. Ai đỏ nó hút qua nhà mình, kim cương để tôi mua ít là tác. Mua đi, lẹ lên. Không có hàng là mình hút, nó chạy vòng cửa mít kìa. Nè, ok rồi, tôi mua tắt 2 lần luôn rồi đó. Rồi đi qua nhà nó luôn nè. Ok, thẳng đi qua nhà nó luôn hả mày ơi. Đi. Từ, chờ tôi xíu. Đang chạy vòng cửa mít đó em rồi. Đi mày ơi, đi. Qua nhà nó luôn mày ơi. Chừng có hàng bắn cung đó nha. Mày đi trước. Không có chạy tẹt gai. Mày đi trước. Nè. Đứng đó kìa. Giang. Vàng nó quýnh mèo sau lưng kìa. Đâu không. Đâu. Vàng nó thiệt tình chứ.
qua luôn, lỡ rồi qua luôn rồi ơi. Em rồi trong rương á, từ trong rương cá nhân của em, trong rương cá nhân của em. Ok. Thằng quỷ già phá thì chứ. Đang trên nóc nhà cũng đỏ luôn rồi. Để đâu? Chỗ thì đến đang chơi rất nét đặt được nữa. Ôi, đỏ này nó nhìn thấy tàng hình luôn bà nội cha. Ui. Rồi rồi xong đặt được hai trái luôn rồi. Cắt đường nhà đỏ luôn cái. Không biết có cắt đường ta rồi, cắt đường rồi, cắt được đường nhà nó rồi. Được. Rồi. Mèo ơi mèo. Quỷ vàng nè, lên đây nè, mày đưa em bắt đầu đây mau. Vàng này nè. Nó phá mình đó mèo ơi. Vàng nó phá mình đó. Rồi để tôi chạy qua bên đây cái. Sao trận này ba team còn giường lâu vậy ta? Ừ, trận này nhây ghê nha. Trận này chắc là thằng nào cũng có hack mà. Vàng nó đang đi cắt cái bắt đầu nè. Có mình là không có hack thôi. Đi. Rồi xong nó cất hết team, cất hết đồ vô trong rương luôn rồi. Đậu phẩm. Hai em đồ em chạy về nhà. Ui có hai em ở đồ. Ừ, có hai em ơi vô. Không ai quan tâm gì đó. Hai em ơi vô. Không ai quan tâm gì đó. Hai em ơi vô. Hai em ơi vô. Hai em ơi vô. Chạy đi. Tôi em ơi vô cho chị Bana đi hút. Ông giữ được, làm gì. Rồi, tôi đang đi. Từ từ. Đang bận mày ơi. Từ vàng này nó ngu lắm mày ơi. Để tôi rình rình tôi vô nhà nó mày ơi. Vàng này đi nó bỏ nhà không à. Đi bỏ nhà không mày ơi. Vô nhà nó luôn hút. Nè, tôi đang vô nhà nó nè. Rồi. Nhà mày đi. Rồi. Ê, rồi hai thằng quýnh tôi luôn mày ơi. Rồi xong tôi chết nhà luôn rồi. Nhà đang đâu à? Nhà đối diện nhà mình đó. Ok. Đỏ đi lấy em rồi về nhà rồi kìa. Đỏ đi lấy em rồi rồi kìa. Đó là em rồi, đâu làm mồi cho chị coi. Đây để em lấy cho. Nè, 4 em rồi nè. 4 em rồi của chị nè, đó, 6 em rồi trong nhà rồi đó. Ok. Tết thì chứ. Mày chết rồi đi. Hai máu. Đỏ nó chịu đi cài kim cương ghê luôn á. Nãy giờ đỏ nó cài nó lên đồ, lên giáp nó mày ơi. Ê nó chết chưa, nó có trong đó không em? Em không biết luôn nè, em lọt cái hố em té nè, chắc nó lọt. Nè. Lắp giường thì vô lắp giường nha. Rồi, nó lọt hố đó rồi á. Rồi, lắp giường vô lắp giường đi. Lắp đường vô lắp giường đi. Tiếng gì vậy? Chạy á. Mỗi lần sao mấy trận căng thẳng kinh khủng á. Cấp lò 2 nữa nha. Ok, đang cấp lò 2 rồi. Đang đi lấy em ba rổ mà cứ mít luôn nè. Rồi, mỗi lần cái tiếng đập kiến là nghe thốn mọi người. Đúng rồi, nghe nó quéo quéo phải không? Ừ, em rồi. Ba emerald. Ly đừng chết, tôi đang chạy vô nhà. Emerald đừng riêng không ra, đưa chị Banana đi. Đưa rồi. Đây, tôi vô nhà thằng vàng nữa đây. Qua nhà vàng. Được okay. Một lớp emerald rồi. Hết hồn mèo. Tôi đó. Thôi tài. Té đó. Trời ơi, bà đặt chỗ đường đó kìa trời. Mèo chỗ đường ấy. Vàng. Vàng chọi hả? Vàng chọi qua kìa. Ê, nó nghỉ nhà xanh lá còn vườn, chọi nhà xanh lá. Không, nó nghĩ nó chọi đường cho nó mình á. Nó phá được cửa miếng thì mình đi không được á. Ờ, để mình qua nhà nó mà. Nó đâu nó phá vậy để cho mình về nhà nó đó. Đâu cho mình, cho đâu cho mình về đâu. Nó bắt mình phải qua nhà nó, ghé qua nhà nó chơi một cái. Nè, giờ tôi qua nhà nó nè. Đậu cậu mày vô đây cu. Chờ tôi, em đi đâu vậy? Vàng nè. Có thiệt chứ. Mèo ơi, đi về nhà vàng mèo ơi. Trời ơi, có người tắp 9999 cái luôn kìa. 9999 cái còn có mà em. Thì đó, 9999 cái đó. Mày chân sau lưng kìa, hút tôi đi tôi tát sau lưng kìa. Nó có một thằng. Còn thằng sau lưng nữa nè, tôi tát hay bạn nữa nè. Ê, nó bắn cung ghê lắm mẹ ơi. Rồi, nó quýnh tôi chết rồi, trời. Ừ, thằng nó bắn cung á. Rồi, mèo cầm em mới rồi, hay cho nó quăng em mới rồi ra lẹ. Sao mày giữ chi nhiều đồ vậy? Ai biết đâu, tôi quýnh thằng kia chết, nó đưa tôi không để ý. Trời ơi. Tôi thấy rồi. Tôi có 7 mà rồi luôn rồi nè. Nhà chị bên đây chắc lắp được hai trên hai cầu rồi đúng không? Được một lớp rồi đó. Được lắp rồi hả? Ờ, lắp giáp một lớp á. Rồi được một lớp vậy ngon rồi. Lắp bằng khối này thì chị bên đây lắp cái này nè. Lắp bằng khối này nè. Đó đó. Ok. Qua đó đó. Giờ tôi qua nhà đỏ nha. Bà con ơi, nhà đỏ nha. Đỏ hay vàng, vàng hay đỏ, đỏ hay vàng. Đỏ với vàng làm đáng ghét gì nhau hết trơn. Ok, vậy qua nhà đỏ đi. Sao nó coi mày giỡn với tao thôi mày cái thằng kia. Cái gì mèo? Nó đứng trên cái chỗ em ở rộ bắn cung rồi, giành đó rồi. Đỏ hả? Ừ. Ok. Đứng tới đó. Chạy, nè. Ây da, trời, đậu phộng. Ôm lo rồi, mày té rồi ơi. Ôi, rồi bắn cung. Rồi vô rồi, cho bé nó cầm tim ti vô kìa. Nó phá đường, nó phá đường à. Ôi, nó không cho mình ra à. Cái trẻ trâu thiệt chứ. Đang đồ
đường đó, chặt đường đó, không cho nó bắn cung ra đi, không cho nó bắn cung đi, chặt đường đi. Lấy em mua cung các bạn ơi, mua cung. Cung đi nào. Nó gom hết em rồi bà nó rồi. Nè, thấy anh đó nè, anh đang chạy về. Thập đích á. Cần thập đích nó vô trong nhà đó luôn. Nhà nó dày lắm, vô có vô. Gom hết em rồi nhà nó nè. Ai chỗ trước nhà mình? Đó. Trời trời, đây nè, hai em rồi nè bà con ơi. Ê, nó quýnh. Đâu, nó tới chụp bắn cung rồi, tưởng đâu nó quýnh không chứ. Kìa, nó đứng nó bắn kìa, nhìn ngầu thì chứ. Ngầu không, mua cung chị Bada, mua cung. Chị mua đồ chọi, chị phạt đó, chị mua đồ chọi. Ôi, chị thông minh quá. Đồ chọi đâu rồi. Mày bắn tao hả mày? Bắn nó rồi chị Bada. Thôi, đương nhiên rồi chị bắn nó là phải hoành tráng hơn chứ. Đúng rồi chị Bada. Chiếu, ôi trời ơi, chị đi xa quá. Né ra, ai em đó, em đang đánh chị nè. Né ra đây, chị quốc đó. Rồi, nó còn 19 máu lại kìa. Mày, ai da. Trời ơi, tớ có còn 1 máu nữa rồi. Thằng mình không biết kìa, ra lẹ đi hút. Ê, tôi đang ở nhà nói luôn nè, trời ơi, tôi chạy mẹ ơi. Rồi, tôi chạy nè, trời. Nè. Giang qua nhà ảnh hay gì kìa. Rồi, ôm được 3 bộ đồ của nó rồi nè. Chạy đi. Ui, tôi đi đường kia qua nhà nó mày thấy không? Không thấy. Trời, vậy mà không thấy trời. Mà tôi đang cần em bộ đồ hơn. Rồi, tôi cần em bộ đồ nè, tôi mua thuốc, tôi qua nhà nó mày ơi. Ui, chưa sang nữa, chị lấy chị mua trước. Em mua đồ chị bên đây ơi. Chị cũng mua rồi. Ê, có những nhạy cho tiểu học, chị vô chị lắp thêm lớp nữa nha. Ok. Em lúc nào cũng ở nhà hết. Đúng rồi, nhà đi. Trời ơi, em mới đồ nè, tương rẻ lắm. Đâu, anh nó chọi đường, hôm qua chạy quá lẹ đi, tôi qua nhà. Oh my god. Dạng, ê, nhường đường. Dạng nó qua nhà mình á, dạng, đậu không, nhường đường. Dạng qua nhà nó. Đúng không? Ờ, tao quýnh mày rồi, mày khùng rồi, mày quýnh tao, đậu không, mày làm gì tao không thấy, mày dạng đuôi. Trời ơi, cái sao hỏi gì vậy? Đã tôi nhường đường cho nó qua, nó bực đỏ rồi, hình như nó muốn bực mình hơn á mèo ơi. Cái sao gì mà hai bên nó đánh mình không, nè hút nó phá banh hết đường mình luôn. Rồi, xong. Ủa cái sao hỏi gì vậy? Ôm ba em rồi, tôi commit luôn nè mèo ơi. Ai mở đường về cho tôi về coi. Ok, tôi commit nè. Ok. Mở đường lẹ mèo ơi. Đang rung ở commit nè, rung tái lái quần, tái lái tới cước quần. Có ai đứng không? Không, không có ai hết, không ai hết, đặt đường đi. Rồi đặt nhanh lên. Trời, được thôi. Rồi tiếp tục đi, tụi Ngọc, đặt tiếp tụi Ngọc ơi. Đừng lóc rồi. Em mua lóc đi, lóc đâu có mất tiền đâu em. Đổ hả? Sao nhà đỏ đang ở cửa mít nè, nó xuống nó bật tôi nè. Mày khùng rồi mày, mày cầm nghĩ sao mày xuống mày có nhiều đó má mày đập mày rồi bê tới mày. Bà mày nha. Mua lóc đi, lẹ lên. Đừng có hút ơi. Trời, sao lịch này quá vậy ta? Đặt nhanh lên em ơi. Hai đỏ đâu rồi? Ông giết nó chưa? Rồi, tôi giết rồi. Rồi, ok. Đang chạy về nè, ba em rồi chạy về nè. Trời ơi, tức quá. Trời, bà Bình Đa nè. Chị chọi nó bán té. Ê, chị Bình Đa cho em tiền mua đồ qua nhà nó chị Bình Đa ơi. Cho em hết tiền đi. Vàng phải không? Vàng với sắt. Đó. Rồi, ôi trời, chị làm gì vàng chị giữ vậy chị Bình Đa? Chị góp, chị để dành xài. Trời, bà có 31 vàng mà tin được không? Có 31 vàng luôn hả? Rồi, bà năm mấy vàng. Cái gì vậy? Bắn em. Ok, tôi qua nhà nó này nha. Ba em ở trong nhà. Kinh đúng mày mít. Tớ thiệt chứ, nó chọi nãy giờ chọi hoài luôn á. Chọi được mít rồi hả? Chọi kinh bá nhau, nó quýnh lộn á. Mua xà cạp hết. Từ xà cạp giờ nè. Đi vào mua xà cạp đi. Tôi có xà cạp rồi. Bộ mày không thấy sao vậy? Đây vàng với đỏ đang xử nhau. Rồi để nó đi. Rồi, hút qua nhà nhàng đỏ kìa, nó chọi banh đường nhà đỏ rồi kìa. Ê, vàng nó bỏ đi hết trơn luôn kìa. Tôi chọi vô cái vườn nhà đỏ để hút. Ok. Sắp lủng lỗ ra anh. Chơi không phải. Ok. Đang qua. Nhanh lên. Ồ, nó có mua lắm, chết cha. Chọi thêm cục cái vườn đó nữa nha. Vô đi, rồi, hay quá.
vừa đủ luôn, vừa đủ cho anh trái TNT luôn. Rồi rồi, chưa đậu phộng chưa. Rồi, tụi nó đè nhau quýnh luôn nè. Rồi bánh vườn rồi, bánh vườn rồi. Yes. Yes. Yeah, đỏ bánh vườn rồi. Đỏ đáng ghét nhất đó bánh vườn rồi mèo ơi. Chết mày đi. Sau một lần combo giữa vàng và xanh thì đỏ đã tẹt vườn rồi. Đứng đó bắt tay. Ui bay qua tới nhà nó luôn nè. Khỏi có nói nhiều nữa đi. Nè. Ê, đỏ nó quýnh tôi. Sập lại không được, tức quá. Gì mèo? Tôi chọi nó dám đập lại. Nè đỏ đang đi về kìa, đặt đường về rồi kìa. Oh shit. Tôi đi lấy kim cương. Bắt quay hả vậy? Rồi hình như có thằng đỏ rớt rồi. Rồi đỏ rớt chưa? Chưa rớt. Thấy nó còn đầy đủ 4 thằng đây nè, rớt đâu rớt. Nãy giờ mình nâng cấp giáp chưa ta? Giáp nâng cấp 2 lần luôn, lò nâng cấp gần lên rồi nè. Lò đi, ông giờ đưa bỏ vô lò đi. Ê mình chọi nó chọi lại. Tôi đưa mua ít là táp rồi nha, tôi mua ít là táp rồi đó. Ừ. Ok, tôi lần này tôi qua nhà vàng là vàng nó lại tôi liền. Nó quỳ xuống nó lại tôi liền. Nó lại ông đi qua lại bà đi lại. Tha cho em đi đúng không? Đúng rồi. Cái dùng chết bà thằng vàng. Ôi trời ơi mua lộn nồi. Chạy. 24 sắt luôn nè. Vàng đang làm tôi rung mèo ơi. Phụ không? Mèo đón xem. Phụ cho ha. Mèo đón xem thằng vàng mày mua giáp kim cương mà mày quýnh ngu như con bò thì nó cũng y như nhau thôi con à. Rồi mày bắn có được không? Mất lóc mày chưa thằng điên. Ôi 6 kim cương luôn. Best of cúng. Ôi hai emerald luôn. Best of cúng. Không có đường về đâu, mua đốc về. Ok. Không đường về hả? Ôi, tôi có 4 block ở đây, tôi có về được mèo ơi. Tôi sẽ về được 3 block. Không biết tới không ta? 1, 2, 3. Rồi, đỏ nó bắn tôi kìa. Không qua đây chứ. Đỏ bắn cung. Ê, đỏ nó bắn cung hết kìa. Nãy ok. Bắn không có được đâu, bắn không trúng được, đừng có lo. Ok, mua lóc về đi mèo ơi. Tôi mới phập vàng xong tay chân tôi sướng quá. Sướng quá. Mình là sướng quá. Rồi xong. Anh vàng rồi, nó cho tôi đầy đủ mua 3-4 con golem qua nhà nó, 2 con golem qua nhà nó rồi. Ai cho? Vàng với ai? Đại gia nào đây nữa? Đại gia vàng nè. Nãy giờ anh nào cũng lên xà cạp kim cương hết luôn rồi nè. Nhưng mà được cái BBB ngu như con bò. Vàng nó ngu lắm mà bị cái nó kiếm chuyện với anh ta thôi à. Ừ. Ê, nào đập vườn mình vậy? Ê, chi vậy? Rồi, nào đập vườn vậy? Táp không kêu luôn. Tôi mua ý là táp rồi, nó mua thuốc rồi. Đâu không? Ê, tất cả bánh vườn hết rồi. Không. Tất cả bánh vườn. Thôi tôi về mèo ơi. Tất cả bánh vườn rồi. Thôi. Tôi về. Tôi sợ lắm. Tôi sợ chết lắm mèo ơi. Có block cho tôi về không mèo? Có đường cho tôi về không? Ê bây giờ ráng sống mày vàng còn 3 thằng á. Vàng mới chết thằng rồi. Đỏ xếp chết trước tay tôi bị tích. Ê tôi về mèo ơi, tôi về tôi sợ phải đái. Thôi tôi về. Nâng cấp nhà mình lên cho nhà mình có emerald trong nhà đi rồi mình muốn làm gì làm mèo ơi. Nè 19 emerald nè. Rồi nâng cấp nhà có emerald rồi nha. Ok. Nhà có emerald được phúc không? Ừ, nhà có emerald rồi đó. Giờ đi qua nhà xanh nữa được không? Không được, nó quýnh chết bà luôn á. Đi là nó chạy đâu, đâu. Nhưng mà cẩn thận đó, thằng đỏ nó bắn cung á. À, đỏ nó mua đội, đứng trên nóc nó bắn cung kìa. Kìa, có không? Kìa, đó thấy không? No. Thấy cái nóc đâu? Thấy, mua cung bắn lại nó đi. Tôi mém là chết dưới tay vàng lắm mèo, mà tin không? Ủa sao mình đánh không giỏi là được hả? Chứ hết không khí Noel mà. Cái gì? Sao mình đánh không giỏi là được? Giỏi sao mà nội? Không được, nó đánh... mèo đánh hụt á. Tại mèo đánh chưa trúng block của nó đó. Ok, thử lại lần nữa, thử dựng mai lại lần nữa. Trời ơi, vàng nó mua một đống em con Iron Golem nó để trên nóc nhà đó kìa mèo ơi. Nó mua nó sợ người ta qua bập nó kìa. Ý. 5 kim cương. Rồi thằng đỏ nó cọc tôi nè, nó đang canh tôi nè. Đậu phộng mày canh gần có được rồi con trai. Ở tầm nhìn đó sao mà canh. Rồi 13 kim cương nên mua được cái gì nữa? 13 kim cương nâng cấp. Chưa được. Đây đủ nâng cấp cái lò level map luôn mèo ơi. Nè. Ok, tôi gom hết đồ tôi từ rương cá nhân tôi chạy về luôn nè. Rồi, mát lò rồi đó. Ok, cũng mua golem. Rồi. Còn mua golem kia vậy? Mình cứ ở trong nhà đi, thằng nào qua mình hốt xác nó được rồi. Rồi, 2 golem nè. Này 2 golem trong rương nha, 2 golem trong rương, 2 golem trong rương. Cho chuyện con. Rồi đó, chị lấy đi. Em đi hốt kim cương tiếp đây. Anh đang me tôi lắm mèo ơi. Thằng đỏ mèo. Me tôi nãy giờ á, me tôi như điên á mèo. Rồi, các bạn cho không tới luôn. Vàng nó đứng trong nhà. Chúng ta cũng cắt nó vàng đi bà con ơi. Vàng đứng trong nhà nó ngáo luôn rồi mèo ơi.
con gà nó cầm cũng nguy hiểm quá à. Dạ anh đi lấy kim cương về kìa. Mẹ vàng cái nha, mẹ vàng cái mèo ơi. Đỏ ra mít kìa anh ơi. Đang đâu rồi? Tôi đang ở ngoài đường nè. Đường nào? Không này không? Nè. Thôi. Ê. Đỏ với vàng vàng ra bắn lộn nhau kìa. Cãi nó. Đỏ ra mít kìa, đỏ ra mít. Đừng có cho nó về. Đừng có cho nó về mèo ơi. Chạy nhà đứng chặt cái cửa mít của nó mèo ơi. Đi, đừng có cho nó về. Đáng sợ vậy. Ừ bắn nó đi em, đừng có cho nó về. Thì nó lên là nó chủ yếu nó chặt đường nè, nó trưởng mẹ mèo đừng có về nha, đỏ cẩn thận nha. Đâu nó đâu rồi. Nó nè, nó đứng nè, nó tính chặt đường nè. À nó cha mày. Cho một cái cung em ơi. Nó bắn đầu quá. Em đa, một cái cung đi chị em đa. Cung hả? Cung. Ê, cung. Né mà còn bắn được ta. Rồi nè. Mua block chọi nó, chọi bể cái giáp nữa. Trời, sao nhà trong giờ cái tool của tôi nhiều dữ vậy ta? Cái gì chứ? Dạ, anh đặt lock lên lại kìa. Chị bên ta bị bắn, chị không biết. Không phải, tìm gặp. Chị nghĩ giờ đất độc dạ mà. Trời ơi. Ôi, đỏ nó bắn, đau quá. Trời ơi, đã có cây cung mà đi mua cây cung nữa, tích thiệt chứ. Nào chạy vô nhà mình đó. Đỏ nó bắn ngược lên luôn kìa, đỏ ghê không? Mày bắn chuẩn với ta. Trời, nó xạo xạo bắn quá. Bắn là cũng trúng đó. Rồi, đỏ nó chạy vô cửa mít luôn kìa. Giờ sao bà con? Đừng ra đó, đang dụ ông ra. Giờ sao? Ơi, chị Panda ơi. Cái gì? Rồi, em có rồi. Cũng xỉu luôn. Rồi, chờ xuất định đế ra đi. Giờ ráng giữ cái mạng đi. 13 kim cương rồi mua được cái gì nữa ta? Ai biến à? Tôi. Ai biến kìa? Ấy, có thằng biến. Từ, đứng trong nhà. Đứng trong nhà. Thả cái bạc ra chị bên ta. Đứng trong nhà, đừng có đi ra ngoài, đứng trong nhà đi. Rồi. Kìa, cái bạc bò kìa, từ coi cái bạc bò đi đâu. Ra ngoài nữa đi. Kìa chắc ăn. Rồi, hồi máu trong nhà. Ừ, mua hồi máu trong nhà. Mua rồi. Có thằng biến qua đi. Đỏ nó biến về chứ mà nó biến qua. Đỏ nó biến về. Kìa, yeah. Đó thì nó biến qua. Biến đi đâu? Nó biến qua biến lại chứ nó chạy đâu đâu nè, nó đứng ngoài này nè. Đứng ngoài này đang ăn MR nè, thấy chưa? Nó biến qua biến lại nó gom đồ nó về nhà. Lúc nào cũng ăn táo vàng chị Bên Đa ơi, lúc nào cũng phải cắn táo vàng. Quên để chị giọng vô liền. Chị Bên Đa này ngớ quá, chết luôn chị Bên Đa ơi. Ngớ quá ngớ. Cảnh quá, mặt tim lên coi mới được. Tìm coi gì em đâu có đứng đây đâu nè. Nó bắn nè. Hả? Bắn đi. Ê á trời. Nó bắn đúng đau luôn. Thằng đỏ nó bắn em. Bắn lợi. Sao bắn lợi được chị Na? Sao mà bắn lợi được? Đông à. Nè, anh lộ anh ra kìa. Chị Na có em mua đồ không? Có, một viên nè. Chi vậy? Nè, chị bỏ trong rương đó. Chị này trong rương đó. Sao em thấy 6 kim cương không làm cái gì nữa hết. Đâu làm cái gì nữa đâu, mới để đó đó. Tôi đang kiếm giáp được vậy, cấp giáp nữa thôi. Giáp nâng cấp 2 hay 3 giờ. Bắn trúng nó quá trời luôn nè. Chết hết thằng rồi. Ừ, đó chết hết thằng rồi. Chắc là nó ngáo quá, nó chết hết thằng rồi. Thôi, vô mua máu. Có vàng không cho tôi mua máu đây. Vàng. Ờ chị Bên Đa đứng đây, chị Bên Đa gom đồ luôn á hả? Cái gì vậy? Cái đó bà Tiểu Ngọc. Trời trời. Ê có ai có mấy ngọc Ender chưa, cho xin mấy viên ơi. Nào bằng cái vậy? Hả? Có rồi. Có viên nè. Sao để hai đỏ ra ngoài nó đứng luôn vậy mèo. Đây. Ừ, hai máy vàng luôn. Ủa giờ mình lấy cái này mình mua ngọc hả? Ừ đúng rồi, tôi qua tôi bật chết bà nè, nó đứng nó quánh nè. Nè mày lên đây. Tôi bật nó nè mèo ơi, tôi đang dí nó nè. Cố lên. Nè tôi đang dí nè, rồi nó biến về. Không rồi, một thằng chạy rồi. Đậu, xanh nó, tôi đang dịch được tới nhà tôi mèo ơi.
Nè, thôi nó được, nó được tôi, nó được tôi, nó được tôi, nó được tôi. Rồi đó thôi. Tôi không về, tôi đứng này commit nè, tôi canh tôi lấy MR của tôi nó nè. Báo hiểm trợ, báo hiểm trợ. Ok, báo hiểm trợ tôi đi, báo hiểm trợ tôi đi, tôi đứng này tôi farm MR. Còn 1 phút 3 mấy giây nữa à. Tôi mém nó tôi ủi hết thằng này, anh chạy về kịp chứ anh chết bà anh với tôi à. Ê, nó phá đường kìa, chết bà. Ê, mèo mèo vô, có MR không, mua cái cục cục xây đường, chỗ về mèo. Hả? Vô 4, lấy 4 MR, lấy 2 MR mua cục xây đường cho tôi. 2 MR hả? Ờ, có MR không? Một viên à, có viên à, có ai có viên MR nữa, đưa đây, đưa đây. Đâu, đâu, đâu. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Mua cục nào hết, cục nào hết. Nhấn vô cái shop, nhấn vô shop đi. Rồi, rồi, shop nè, shop nè. Unity. Vô mua cái trứng nè. Rồi, chọi, chọi, chọi ra cửa mít cho tôi. Chắc không? Chắc, 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 chắc. Cứ chọi ra đi, đừng có lo gì hết. Bố mấy giày nữa. Không tới. Trời ơi, mèo chọi, chọi cao lên chứ ai mà đi chọi thấp vậy mèo, mua chọi tiếp đi. Ai biết đâu. Trời ơi, mèo tới. Ủa, có ba mấy giây nữa, lẹ lên. Tới, chạy lên đi, nó tới. Phải không? Tới. Ok, 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 ok. Nó đang kẹt mèo tôi nè, đang mèo tôi nè. Rồi, học hết rồi, rồi tôi về được rồi. 8 kim cương, 8 em rồi này mua được 2 mắt. Hai mắt. Rồi, để tiền mua mấy cục đó nha, hồi nó có đồng Ender, nó có băng quăng á, mình chọi cái cục đó nha. Chọi hả? Ừ, mua cái cục đó, cục xe cầu á. Để MR nha mọi người, nãy giờ có ai hốt được 100 viên MR chưa? Tao. Rồi tao. Sao ra vậy? Làm như cũng nội ngoại để lại, ông bà ông giải để lại hả? Lấy vàng mua hiện nhiều mũi tên đi, hồi nữa còn là như mấy cái lốc ít lắm á. Rồi, đồng ra. Rồi, con đồng ra cái muốn điếc con tay luôn á. Đồng ra, đồng ra. Ra cái muốn điếc con tay. Sao vàng vô? Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Mình là đội nhiều người nhất á. Ok, ok, ok. Đáng sống nha, đúng với nhiều người nha mọi người. Gì mèo. Rồng càng nha mình. Rồng càng nha mình. Bắn con rồng nha, con rồng bay vô nhà mình bắn nó nha. Ok, ok. Đứng cho rồng bay vô nhà mình chị bên tao. Con rồng bay vô nhà mình bắn nó nha. Ủa giờ mình có thả cái công nè, 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 nè. Không, không, có thả, có thả. Giữ đó đi, giữ đó đi. Không cần thả đâu. Giờ mình thủ rồng à. Ủa sao con nhảy cái trận này nó dai dữ vậy trời. Rồng nó bay vô kìa trời ơi trời. Ê á trời ơi trời. Ê á trời. Rồng đuổi bánh nữa rồi, không ai thủ vậy. Ngửa luôn. Lâm đi, Lâm bây giờ là tất tử rồi. Rồi ok, thả cô Lâm ra luôn đi. Để cô Lâm đông người chả được tích sự gì hết. Ây da. Ôi, Chưa té không, mọi người chưa té không. Con rồng bay tới bắn đó nha, con rồng bay tới bắn đó. Bắn đó. Dạ tranh thủ mua hay block đi mọi người. Ôi, trời, trời, trời. Nó kẹt nút lắc tôi rồi, nó kẹt nút lắc tôi rồi. Đồng thế là thiệt. Đồng thế, con rồng bắn. Rồi xong tôi té chết luôn rồi mày ơi. Bắn nhà rồi, bắn nhà rồi. Chết rồi, tôi chết rồi. Sao rồng càng càng chết. Ừ, sao rồng càng tàu nhà mình không vậy? Cái gì kìa? À mấy thằng kia nó đứng nó bắn con rồng, mình có bắn đâu. Mình bắn hay bà nè. Không, tại cái nhà mình nó xui mèo ơi. Trong trận này mình xui rồi, mình xui rồi. Không có gánh nổi mèo ơi. Căng quá mà. Ê, nổi còn có hai thằng càng vàng còn có một thằng luôn kìa. Mình là còn đông người nhất á. Mèo mèo muốn mấy cái cục đội. Ê mèo con rồng. Ờ đừng có chọi, đừng có chọi, đừng có chọi. Để là chờ lại hai thằng mua đồ đi, mua block xây thêm đi, mua block xây rộng ra, mua block xây rộng ra. Mọi người mua block xây rộng ra. Xây hiện nhiều đường ra đi. Tiếp lại. Rồi hai đừng có xây lên cao. Xây ngang ngang ra đó. Thằng đỏ nó đứng nó thủ kìa đỏ, còn có thằng cuối à, già cũng còn có thằng cuối à. Giờ chỉ còn ba mình á. Con rồng là nãy giờ nó chừa cái cửa mít ra nè, với chừa nhà xanh cho trời ra nè, xanh cho nhà xanh cho trời, nó không thèm rớ luôn mèo mày tin không? Tức thiệt chứ sao nó tới nhà mình, nó bổ có thủ nhà mình đó. Ôi, vậy tính ra cái nhà mình đỡ nhất rồi đó. Ba người đáng xây đi, mèo. Chị Bình Đa cẩn thận sau lưng kìa. Chị Bình Đa nhìn xuống sau lưng. Ôi trời ơi, đừng có dây ra sao. Trời trời. Con rồng tới nè, con rồng tới mà con rồng trên trời tới kìa. Ừ, đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra. Giờ là quấn liền viên luôn rồi mấy bạn ơi. Quấn liền viên trưởng rồi. Con rồng tới, con rồng tới, né ra. Trời ơi, mèo chọi lên rồi xong mèo chết luôn rồi. Rồi luôn. Giờ tôi với mèo làm quấn liền viên rồi. Ủa, Lu còn một người đây. Ừ. Ngọc hả? Ủa, Lu còn có mình Tiểu Ngọc luôn á. Cái vậy Bánh Đa, trời ơi. Vậy Bánh Đa mua block xây á, chị còn block không? Không, tôi nói vậy chị dùng quá. Hay quá vậy. Đỏ té chết rồi, đỏ té chết rồi, đỏ té chết rồi. Rồi. Ông vàng á, còn có mình vàng á, chị đang sống đi. Chị đặt block đi, chị Bánh Đa đặt block đi. Chị mua block đi, chung block, nhìn lên trời kìa, còn hai ông bắt đầu kìa. Nhìn lên trời mua block đi, chạy lên đó mua block chị Bánh Đa. Vậy Bánh Đa ơi. Chạy lại, tại cái tay chị làm cái quần quen. Là nó đáng múa nè. Rồi, đặt lên cao, đặt lên thì cao luôn đi. Nhảy lên, đặt lên.
Bình tĩnh chị đây, bình tĩnh nhảy lên đặt lên. Rồi, nhảy lên cái cục màu vàng á. Không có hủi đâu. Rồi chị đặt lên đi, chị đặt lên đi. Rồi chị đặt ra con cá sau lưng nhà chị nè, đặt ra con cá sau lưng nhà chị á, đặt ra con cá sau lưng nhà chị. Đặt ra, đi thẳng ra. Đi đi. Rồi, cầm cái block nó làm gì? Đi ra sau lưng kìa. Ờ con cá. Cầm nó đặt đi ra từ từ. Đi ra, đi ra, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ờ. Đi 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 đi. Đè ship, chị đè ship được không? Đè ship, đè ship được đâu? Đặt ra con cá kìa. Con cá nè, con cá sau lưng nè, nhìn thẳng lên xíu sau. Nhìn ra, nhìn ra sau lưng nó. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Rồi rồi rồi. Ôi. Ôi. Đi đi. Ơi đi thôi đi. Còn có mình ăn vàng á. Rồi. Đây còn hai thằng nữa. Đây còn hai thằng được, nó còn có một thằng mà. Bị lắc rồi nè, vàng còn có một thằng à. Thì cứ đè ship đi thôi. Ừ thì cứ đè. Cứ đi đi, cứ đè ship đi đi. Đi ra con cá xong xây cái nhà ở trong con cá luôn. Lấy đèn lắp gì lại rồi được rồi. Đi đi. Đi đi đi. Đi tiếp đi ông nhà sao đi nè. Đi tiếp đi ông. Đi tiếp đi, hồi nào rồng tới em kêu cho. Anh tới rồi. Đấy. Lắc lắc. Kẹt không lắc rồi, kẹt kẹt hơn quá. Tiếp nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Dạ, con rồng nó bay qua nhà vàng hết rồi. Kẹt con rồng đang bay tới chỗ chị á. Rồi, dạ, qua con cá nhanh lên. Rồi, rồi, kẹt không lắc, đứng đi, đứng đi, đứng đi, đứng đi, đứng đi, đừng có nhảy, đừng có nhảy. Trời ơi. Chúa ơi. Chúa ơi. Em đa bà mém nữa là bà thắng con rồng Ender luôn mọi người. Chị Banda hơn phải. Đặt ra commit là nó nhanh hơn đúng không? Đúng rồi, đặt ra commit nhanh hơn mà chị Banda không chịu đặt. Đặt commit thì nó còn nhiều chỗ chơi hơn. Đặt commit thì mà con chạy vòng vòng. Ok, okay, làm lại đi. Mỗi lần tặng mà có con rồng là không khí nó xôn xao lên liền. Tại sao rồi mình bị vậy là đó. Vô không chết. Con rồng nó canh vô chỗ nào nhiều người nhất nó sẽ cấu xé cái đó trước. Hay hình như là có cái Dragon Boost á, là boost con rồng của mình lên đặng cho con rồng mình đuổi qua nhà ta. Hả? Có hả? Thì mốt con rồng mình tản ra đi. Mốt có con rồng mình nên tản ra đi. Tản ra. Nhà nào nhiều người nhất chỗ nào nhiều người nhất nó sẽ cấu xé cho nó đúng trước. Đúng rồi, đúng rồi. Mình bay qua nhà bên đó. Mình bay qua nhà bên đó, đúng rồi. Tất cả tụi mình. Con rồng vừa ra tầm mắt chọi chỗ nhà tụi nó luôn rồi, sinh tử trong bên đó làm gì làm luôn. Nếu hên thì mình thắng, xui thì mình chết thôi. Ờ đúng rồi đó. Bay qua nhà tụi nó cho con rồng ủi nhà tụi nó hết luôn. Trời mắc cười quá. Trời trời chị Banda ngáo. Bây giờ còn rung. Thì em cũng rung nữa mà. Em muốn hỏi chị chi. Vậy Banda là không bị sợ hói nha mọi người. Dạ không, không có rồng ai tới. Rồng tới chị cũng vậy à. Rồi đi đây ra, trời ơi sao lực quá trời đồ. Mới xong kia cho em này. Còn rung. Đổ lên. Đổ lên, đổ lên, đổ lên, đổ lên, đổ lên. Dược lên chính mình đi chị Banda. Đang dược nè, đó. Dùng quá. Em qua tới nhà xanh luôn rồi, em qua tới bên cửa mít luôn rồi nè. Tao lưng không có ai hết á. Có con vàng đang chạy về nè. Đó chạy về nhà nó là vàng. Mày 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 điên mày điên mày điên mày điên rồi. Con 11 áo mày láo 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 láo. Rồi xong giết tôi rồi mèo. Đó kìa nó đang ôm em ở rồi đó. Đó ơi. 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 Đừng tin mắt đâu. Nhà mắt tao. Rồi xong luôn. Đưa đây không? Giờ mày tin mày chống thằng hồi nãy không? Tao không có là không ai có nghe chưa? Bực mình à. Đánh ra coi. Đánh ra tôi muốn thằng này. Đưa đây. Đưa mày rồi đi. Mày qua nhà đỏ luôn, mày qua nhà đỏ luôn. Giật giật vậy đó, mày lấy một cái. Vàng, 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 nó quýnh quýnh vô nhà đỏ lộ vô rồi kìa. Xanh xanh bên nhà đỏ rồi, xong rồi, xanh nhà. Xanh xanh nào, xanh nào. Xanh, nè. Rồi, rồi, rồi. Em lo được không? Rồi, đỏ còn ba hàng xanh bên vô rồi, xanh trên trời bên vô rồi. Còn món vàng nè, vàng nè. Mà lô bên vô không? Để đi, mà lô tim tim của nhà mình, chị bên ra chạy ra cửa thôi. Cửa ngoài chị bên đa ơi, chị bên đa ơi. Ok, chị đang mua lóc, trời ơi. Bây giờ cứ đặt tim tim xuống nè. Tôi bỏ tim tim vô nhà vàng rồi nè, tôi bỏ tim tim vô nhà vàng rồi. Trời ơi, giờ ông ra cũng rồi, rồi, vàng bánh vừa rồi. Rồi, vàng bánh vừa rồi, yes. Hay quá. Tụi mình thật tuyệt vời, nhà xanh lá thật tuyệt vời. Tụi mình vừa vô ủi ba giường hết luôn. Ủi hai giường luôn. Con vườn hả? Ừ, con của mình con vườn á. Còn thằng trên nóc nhà nhà mình kìa. Còn thằng trên nóc nhà nhà mình. Rồi, hai thằng đó ngoài á. Hai thằng đi, hai thằng đi, hai thằng đó. Nó đặt tí tí. Ờ, nó cái gì vậy? Ờ, nó đặt tí tí. Chà. Vườn. Trời ơi, vườn của tôi á. Phải ngồi lên vị mới phải ngồi lên vị nó mới không đập được. Ê rồi đứng lên á, đứng lên cái giường á. Ừ, đứng cái giường nó đập không được. Ừ, đúng rồi. Xếp lên cái giường đúng không? Ok, có chưa mới nữa rồi. Nó chết chưa thằng xanh nó chết chưa? Chết rồi, chết rồi. Rồi nhà anh còn có thằng luôn kìa, đang ra commit luôn kìa. Rồi đang ai đang chà lộn với nó vậy? Dạ chà nó đi em, chà 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 nó, chà nó. Rồi xong nó chà em rồi. Rồi anh đánh hút đang được theo nó. Mày điên chà mày rồi xong giết được nó rồi. Ok. Rồi. Tụi nó bên giường nó rồi. Ok, đỏ đang chạy về nè. Đỏ đang đi commit qua nhà qua cửa kim cương nhà mình nè. Thấy không, có ai thấy không? Đó đây là kim cương của nhà mình nè. Mới không khí Noel mà. Chứ hết không khí trung thu mà. Ôi sao nay đã đến Tết rồi. Ê, đỏ đang qua nhà mình kìa. Chị Banda. Banda. Đỏ đang qua nhà mình, chị thấy không? Vàng cũng bố thằng vàng ở nhà kìa, bên cửa kim cương. Bây giờ ba đứa mình kéo vào nhà của vàng không? Nhà đánh bốn đứa à. Ôi giời ơi, chị
nhà nó cũng ấp vậy mèo. Dạ, phụ chị cho chị mua đất coi, trời ơi. Rồi đang nhà hết chị ạ. Đang nhà hết nè. Không có ai bỏ chị đâu, chị đừng có lo. Mọi người đang ở nhà hết nè, đỏ nó không dám đi qua đây đâu. Em không nghĩ là nó dám tấn công qua đây đâu chị nè. Đông xanh nó mua lốc tàng hình nó quay. Ê, xanh nó tàng hình nó quay nhà mình kìa. Bỏ tin tí kìa. Đứng cái vô, 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 đứng cái vô. Rồi, rồi, nói rồi, nói rồi. Nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi, nói rồi. Mình chạy lộn xộn lên cái vô đi, đừng cái đó. À, đúng rồi, chạy lộn xộn lên cái vô đi, chạy lộn xộn lên, lắp em lại luôn đi. Đây, 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 đây. Rồi, xong, xong. Rồi, lắp vô, lắp vô, lắp vô, lắp vô. Nó rồi, nó rồi. Chị đâu vậy? Sao nó biết? Nó rồi. Thấy nó đau kìa. Tính kiến kìa, tính kiến kìa. Chị vô chị muốn lắp cái, thầy không có cục sắt nữa. Rồi, khổ vậy. Lưu chết rồi, mình lưu chết rồi. Anh đã chết rồi đó, hồi nãy mình lỡ trong quơ trúng nó, té chết. Thiệt chứ, bao người đeo lên giường, đánh lên cái giường. Làm đi ơi, làm đi, la làm. Qua nhà nó luôn, qua nhà nó luôn em ơi, qua nhà nó luôn. Ok, ok, đang qua, đang qua, đang qua. Ê, con thai rét gì chết luôn. Cái gì vậy? Ôi, chưa gặp, chưa gặp. Cái là đóng ơn, thầy cứ sống động. Hả? Ờ nó quýnh hút rồi. Ê à, con hang rét là ba vàng. Ủa tại sao mình thắng mẹ vậy? Ê vàng vậy nó xây tường kìa. Ừ thì nãy thấy vàng xây tường mà. Này nó dây ta. Này đỏ đang ra mít, đỏ đang ra mít, đỏ đang ra mít, đỏ đang ra mít, đỏ đang ra mít. Đỏ đang ra mít. Đó dùng gì em nữa, dùng gì em nữa. Này này, đỏ 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 đỏ. Anh gặp mày nó chạy về kìa. Em đi lấy emerald đi anh bên nhà đỏ cho nè. Anh nhà đỏ nè. Ok. Xây đường kìa cha, thiếu con gì bên đây. Hết emerald luôn rồi. Đúng rồi. Nè đi nè, có con golem là đi qua nhà vàng chơi nè. Ờ tôi mém tôi giết đỏ rồi. Ai qua nhà vàng chơi với tôi có golem. Qua nhà đỏ á, đỏ đi lấy emerald kìa. Nhà vàng có 3 thằng kìa, không lo. Đỏ có 2 thằng kìa, không lo. Đỏ vàng không biết đi lấy emerald hả? Không, nó không có đi lấy, nó biết đường rồi hết luôn rồi kìa. Có mình thằng đỏ đi lấy emerald kìa, mẹ không thấy ha. Đây. Từ từ tôi gom emerald cái, tôi có một emerald rồi, từ từ. Mẹ mày đứng đây chờ tôi xíu nha, tôi chạy về tôi mua thuốc cái. Rồi, cũng hai emerald rồi, từ từ. Đứng đó chờ tôi chạy về mua thuốc xíu. Có chờ nghe đỏ lấy cung nó bắn á, em xây cái đường bích bích lại em ơi. Ok. Thì xây nữa anh. Ok, xây nữa. Cắt đường rồi đỏ, cắt đường. Đường không? Đường đúng không? Quả luôn chị ơi, quả luôn. Chú chờ chị Bada cho em vàng cái gì với sắt cái chị Bada. Chị vàng đi. Cái sắt chị không đủ lóc nữa. Ok. Ok, đưa vàng đi. Đứng gặp, cô Lâm nè, cô Lâm kìa, cô Lâm sau lưng kìa. Ok, trời ơi, chị Bada bà có 2-3 vàng luôn mà tin không? Lúc nào bà Bada cũng làm tôi bất ngờ vì cái số lượng mà có. Chú tôi cần cắt đường rồi em á, cắt đường rồi, chạy vô đi. Rồi, hút qua nhỏ. Chạy hên quá. Nó chọi đâu à? Đó, nó chọi vô trong đâu á. Cái đường, cắt đường bự không? Đường bự rồi, nó cắt nữa à. Cắt bự chưa? Ok. Cắt bự trên cửa nhà đó kìa. Ok. Hình như có cái gì mà xây được nhà gì nè. Đi tướng ngập đi. Đi qua, anh hút. Đợi, để em cắt cái đường cái. Ê á, té chết bà nội cha nó đó. Rồi, nó chọi đường nữa kìa. Vàng chọi á, phụ nó đó. Đó, chọi, nó ra chọi. Rồi vậy là nó tự bích đường nó rồi, thôi kệ bà đi. Nó tại bên đường nó ra khỏi cửa em rồi. Mệt quá tôi đưa Tiểu Ngọc, đưa Golem cho Tiểu Ngọc không thôi tôi chết tôi ôm Golem theo. Ok. Bây giờ mình đi lấy em rồi đi, qua đây lấy kim cương mèo ơi. Qua đây lấy kim cương đi, đặt qua đường lấy kim cương đi. Đặt lóc đi thôi. Ok. Đừng quan tâm tới nó. Vàng nè. Anh hết đặt lóc rồi, anh hết đặt lóc luôn rồi. Anh bỏ đặt lóc luôn rồi. Vàng nó mở đường rồi, vàng mở đường rồi. Vàng mở đường hả? Đâu. Đây. Đây thấy rồi. Đây nè kim cương em rồi nè. Ai đang chạy vậy? Nè. Rồi. Chạy qua nhà xanh nhất trời mua đồ nè, muốn gì chạy qua nhà xanh nhất trời mua nè. Nhà xin cho trời thiếu cha gì đâu. Mấy đỏ chết tiệt. Ồ bà lưu vừa vô chết rồi hả? Ừ bà lưu vừa vô bị vàng với xanh rồi bay bao vô hút tè le hết rồi. Chị bà đang 50 đồ trong lưng chị bà ơi. Ok. Rồi luôn rồi. Quá. Ngon. Chúng ta chỉ cười không. Ok. Tôi qua nhà hàng vàng tới. Nó xây đường, nó bất đường rồi. Đang xây qua cửa kim cương đó. Vậy ông đang xây nhà vàng hả? Qua nhà vàng. Ủa ai tàng hình cái nhà vàng á? Vàng. Nó tự tàng hình cho nhà nó luôn hả? Không phải. Nó khùng gì vậy? Nó xây cái đường hả? Tôi thấy nó chạy nó lú cái đầu lên, nó tưởng nó nhà nhé, tiểu cọc. Trời ơi, chị cho chị đóng đường hả? Xây nhà hả? Coi nhà đi, coi nhà đi. Sáng dậy cũng phải coi nhà, đáng nhà cũng phải coi nhà. Giờ đang đông phải coi nhà đấy đã. Con nào đừng nào cho tôi, đừng nào cho tôi. Ủa người tiếp ai ạ? À? Em mới mua. Nhà nó bắn tôi nè, mèo ơi. Ừ, hay quá. 60 vàng, 60 sắt gì á. 60 sắt hả? Ờ, vàng nó thục tôi rồi mèo ơi. Để mò kiếm cái gì mà mò nhà lên. Em tiếp tục mò đi em ơi. Ê coi chừng đỏ chọi nha. Ủa ai thả cái con người tuyết ra vậy? Con mát hả?
em á. Cách nào thả được người tuyết vậy em? Thì trong cái đuốc anh. À, ok. Đó cắt đường đó luôn rồi. Đó cắt đường rồi. Đón xem, nào đón xem. Cái đường nhà mình xây lại chứ ta. Ở đây 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 hai ba rồi nè. Ấy, đó nó chọi đường nhà mình kìa. Gì? Đó nó chọi đồ bậy vô đường nhà mình kìa. Cho em mà mình cầm cái cây đắng lên làm gì? Cây đắng cho mình đây là cái gì? Chết một hàng kèm mèo sau lưng, tiếp tục lên luôn mèo ơi. Lên luôn, lên luôn. Đi qua lại lên, tôi mèo lên luôn nè, lên luôn. Ờ mèo mèo về đi, mèo về đi, mèo về đi. Cái hai kim cương à. Rồi qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Có đồ chọi, có đồ chọi, có đồ chọi. Kệ ba, kệ ba nó. Né. Rồi. Thấy chưa? Rồi về mèo ơi, về đi. Thằng đỏ còn có thằng cuối cùng à. Ừ. Dạ còn hai thằng luôn kìa mèo ơi. Ủa sao tụi này nó chết hết rồi ta? Hai anh em nó đương tụ lẫn nhau mà giết hết thằng rồi. Ba anh em nó đương tụ lẫn nhau. Đó hả? Ừ. Ừ, đó hai anh em mình đương tự lẫn nhau và chết hết thằng rồi. Là... Anh muốn con người tiếp đi. Chết hết thằng anh em như thể tay chân mà làng cùi hết anh ta. Còn cái chân thôi. Dạ đến một cùi đến bắn kìa, anh chạy nhà nó kìa mẹ ơi. Thấy thương quá. Thương không, thấy thương không? Người tiếp gì có thời gian hay gì á? Người tiếp có thời gian. Rồi có thời gian con gì chắc có thời gian em. Chết người tiếp hả? Nghiệp ừ, người tiếp chết rồi. Chết rồi, Outlast ơi. Cái gì mà Outlast? Nó đâu phải Outlast. Đặt tên luôn hả? Outlast. Vừa đẻ ra đặt tên liền. Giữ. Ok, tôi có 4 emerald. Yes, 4 emerald rồi. Dạ, tự cắt hết đường nhà nó luôn. Để bà nó đi. Đây, tôi qua tới nhà nó luôn nè mèo ơi. Qua tới nhà nó luôn đi. Thằng đó còn cái cửa mít. Đình 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 qua nhà nè. Dạ, cắt hết đường nhà nó chưa? Ủa, đỏ nó hết cửa mít rồi. Mèo mèo, dạ, cắt hết đường nhà nó chưa mèo? Mèo ơi. Vậy? Dạ, cắt hết đường nhà nó chưa? Còn. Còn không? Còn cái đường cửa nào vậy? Mời không khí đâu em mà. Chứ hết không khí trung thu mà. Thứ gì đâu đường. Các đường qua qua qua. Vàng không biết cái đường ở giữa nó còn qua được không? Mèo đánh tay. Rồi. Mèo đánh tay mèo xay giúp tôi mấy cục với mèo. Thôi có hai em rồi chạy về nhà trước rồi đó. Ok, tôi đang giữ tè le đồ trong người luôn nè. Bây giờ lại tụi nó không dám qua đây. Tụi nó trốn luôn bên đó rồi ta. Mà ghét nhất là trốn bên đó thì trốn luôn để cho nó mua đồ trò chọi nó không ưa rồi. Thôi. Đó nó cùi tay cùi chân hết chưa? Biết. Đó nó cụt tay cụt chân hết chưa? Rồi anh đứng lắc đầu trên đó luôn kìa. Tôi lên tôi thấy anh đứng lắc đầu nó mèo. Mua bà lóc chạy qua nhà vàng giúp tôi. Đó chặt đường nhà mình kìa. Trời sao vậy? Đó. Ê mua bà lóc chọi không? Mua lấy hai bà đồ chọi. Mua bà lóc tạo cái cầu qua nhà vàng tôi qua tôi giật nó luôn nè. Ok bố trứng gà. Nhanh lên. Nhanh lên mèo ơi. Nhà vàng. Ok để ra cửa. Đó còn có một thằng à thay cho nó đi. Từ đi. Ra cửa mít nè. Hay là ông chọi đi cho chắc. Nè không mèo chọi đi mèo chọi đây đưa đây tôi chọi đi. Nè ông chọi đi cái chắc tôi nói thiệt tôi chọi là mệt lắm á. Ok. Tôi chọi là tụi này bao luôn. Bao mù đường luôn nè. Rồi. Rồi xong rồi đó. Tao. Rồi vô thẳng nhà nó luôn á. Thả không khỉ. Cái khúc này nó đâu có đâu mà qua. Ấy rồi xong tôi tự nhiên tôi che lại. Ủa. Lỗi tôi mèo. Lỗi tôi. Tôi biết chứ. Không, chúng ta còn giữ emerald lắm, chúng ta còn giữ emerald lắm mà con. Đây, mua một cái thôi, mua một cái thôi là được rồi. Rồi nè. Rồi, đủ rồi đó mèo ơi, đủ rồi đó. Đi chưa? Chưa. Đâu? Rồi, chưa đủ đồ, đi lấy thêm emerald, lấy thêm sắt, lấy thêm đồ chơi đi mèo ơi. Mèo ơi, cho tôi emerald đó đi mèo. Nhượng đi. Ủa, tính ra mình độc chiếm cửa mít rồi đó. Ừ, nãy giờ có thằng nào dám ra cửa mít đâu, vừa vô mình ủi banh hết rồi. Mình đuổi. Hai cái giường mà. Hai giường thì mấy cái tử út xúc nhau nữa thôi là mình độc chiếm luôn rồi. À. Không ai dành gì với mình luôn hết trời. Trời ơi, phan phá trận quỷ sứ. Chưa nói rồi, tụi nó phá trận lắm. Vàng hả? À, tao đập cho mày vàng cái cục tức luôn. Ở đó mày chặt đường hả mày? Nè, một emerald nữa rồi. Rồi xong, thì này chắc chắn là qua nhà vàng luôn mày ơi. Chắc không? Chắc như đinh đóng cột luôn. Tôi mua kiếm kim cương luôn nè. Kiếm kim cương biết mạnh lắm ta. Kiếm kim cương như họ giỡn mặt nhau. Không, kiếm kim cương đủ trình không ta? Đây. Ôi. Đây. Bây giờ mua kiếm kim cương thì mua thuốc đây ta. Mua một kiếm kim cương. Tôi mua thuốc chạy nhanh đi. Thuốc chạy nhanh đi. Rồi xong. Nhìn cái thuốc là chạy hả? Ừ, qua nhà nó mày ơi. Mua cái đồ chạy đường á. Ê, đặt giúp thuốc thằng nào chọi vậy? Không đáng chọi ai vậy? Đó. À, thấy không? Tôi nói rõ bà trợn mà. Nó đó bạch trợn mà mày thấy không mèo? Đúng rồi, tiểu ngọc thật đen là vậy luôn anh. Chơi hết mình vậy đó luôn. Chơi hết mình tụi nó luôn. Chơi hết mình hết tình vậy đó luôn. Tôi đã đặt á. Đi qua nhà hàng vàng mày ơi. Đi. Đi. Nhà hàng
vàng, phúc nhà vàng, nhà vàng, nhà vàng, tôi có hai cái trứng luôn nè. Tôi có một cái trứng rồi nè. Cái trứng chạy đường ấy, ông có trứng chạy thằng nào bắt cung quá vậy á, thằng nào bắt cung hay là chơi tàng hình gì vậy? Rồi luôn, vừa chọi cái trứng xong nó chọi hư đường luôn. Đâu phòng thằng này. Nè tôi còn trứng nó ra luôn. Ok, ok, chọi tiếp mày quay, chọi tiếp. Dạ, trước cửa nhà mình. Ủa nó lên được cái đồ kim cương luôn kìa. Lên giáp kim cương luôn mèo ơi. Mèo. Hả? Dạ, dạ lên giáp kim cương luôn kìa. Chọi trứng luôn mèo. Chị kín á. Ok. À nữa. Rồi. Thấy không? Cái đường, không biết, đón xem. Đón xem. Không tới mèo ơi. Không tới. Không tới rồi. Thôi qua bập đỏ chứ đi. Ê chạy qua cái cửa kim cương nhà xanh đó, đặt lóc kim cương qua nhà xanh. Mèo vô trong nhà đó luôn hả? Ừ. Tại. Gắt vậy luôn hả mèo? Đang đặt lóc vòng ra cửa sau nhà nó nè. Hay. Quá hay. Phút tàng hình. Phút nghỉ cao rồi xong. Qua nhà nó với mèo luôn, qua luôn. Đặt lóc qua chỗ kim cương luôn chị Thomas ơi. Đỏ này láo. Rồi. Giết đỏ luôn mới được. Ủa rồi, Thomas nè, thằng Thomas ơi. Thằng nào bắn chị vậy? Đó, nè nè, em qua em tới với nó luôn rồi nè. Nè, nó chấp bà nó với em rồi. Ôi trời, tập, mày nói cái gì vậy? Rồi, nó có kiếm kim cương luôn kìa. Rồi, cái gì? Rồi, tôi giết đỏ cái, rồi xong. Đỏ chết rồi mèo ơi. Tôi lấy 13 kim cương của nó luôn nè. Vậy. Tôi nâng cấp lên cái, nâng cấp kiếm lên nha. Nâng cấp kiếm lên. Rồi xong, nâng cấp giáp lên luôn chưa? Rồi nâng cấp. Đè ship không thấy tên mình phải không? Đúng rồi, đè ship không thấy tên mình mèo. Đè đi. Đáng đè đi, tôi qua tới. Tôi qua tới liền. Làm đứng dưới hốc như một con cún ra bên này nè. Tôi tới liền, tôi tới. Tôi như con không đẻ vậy đó. Coi đi. Giá rồi luôn, chết luôn rồi. Rồi mày té hả? Ừ, ráp vô đồ. Trời. Qua nhà kim cương của thằng xanh đi mọi người ơi. Thật lắm, qua chỗ kim cương lấy kim cương. Kim cương bên đó giờ chắc là 20-30 kim cương bên đó luôn rồi đó. Đặt về mình mua được đồ á. Kim cương mà tính gần chục luôn rồi. Ừ, tôi tính nhiều lắm. Nãy giờ tôi suy đoán của tôi là trong đó nhiều kim cương lắm rồi đó. Ừ, đúng rồi đó. Nè. Cũng có lý lắm. Để hai đó lên sạc cả kim cương rồi kìa mèo thấy không? Hai vàng đó. Kệ đó. Nãy giờ đi lấy kim cương đó mèo ơi. Nè, tôi vô đây. Ủa, đỏ chết rồi kìa. Tôi quýnh nó chết rồi. Vậy hả? Ừ, tôi đè cái đầu nó, tôi chà chết rồi mèo ơi. Hay lắm. Rồi. Hết block luôn rồi, qua nhà xanh được luôn rồi mèo ơi. Rồi 11 kim cương, tôi biết ngay hết chưa, 11 kim cương nè. Chết bà, cái này nhảy cái tay chết. Có 11 kim cương à. Rồi tôi cắt bớt kim cương, cái đường của nhà này, cái nhà này dư thừa đường quá. Rồi. Mày biết giờ mở đường nào không mèo? Đường nào? Mở đường từ bên xanh ra trời qua nhà nó mèo. Nó không để ý đường nó nhất luôn á. Tôi mở từ nhà đổ qua nhà nó. Mèo có thấy điều đó không? Nó không để ý cái đường đó luôn mèo ơi. Anh quên luôn cái đường đó luôn rồi đó. Từ xanh ra trời qua hả? Đúng rồi, từ xanh ra trời qua. Anh quên đường đó rồi. Đường đó là sao với nó à? Đường đó là cái đường mà nó không tồn tại trong cái trí thức của tụi nó đó mèo. Hiểu không? Okay. Hiểu không? Hy vọng đừng ai chọi tôi nha. Ok. Trời ơi, thằng Linh ơi. Gì mèo? Tao xây đường bên này, tụi bay cũng ráng rồi mày chọi cái thứ gì đó. Nào ấy? Cái thứ gì có tốt lành gì hết hả? Trời ơi, xây gần hết cái map luôn. Tôi qua nhà nó nè mèo ơi. Mua được chọi cho tôi. Tôi đi được kim cương, tôi qua nhà nó nè. Thấy rồi hả? Thấy rồi. Kệ bà đi. Nó tự chọi đường kim cương nhà nó rồi, nó tự cắt cửa kim cương nhà nó rồi. Ok ngon rồi. Đàn kia lấy ra chọi tôi đừng có đường. Ok. Anh cắt cửa kim cương nhà này. Ông đang đứng lẹo lẹo nó bên đó phải không? Ừ, đúng rồi, tôi đang đứng tôi lẹo nó bên này nè. Lẹo nó bên đó thì trên tập luôn mà thôi, tôi đang xây đá hơn từ bên này. Mình lên, mình lú đồ nó chọi tôi hết rồi. Ủa đó, nó chọi tôi kìa. Rồi, anh đang tập trung bên đó, anh đang tập trung đó rồi. Xuống bên này. Xong chơi chưa? Xuống tới rồi. Qua chưa? Chưa qua được, nhà nó còn cắt đường, nó còn cắt đường á. Nè. Tôi bên này nè, tôi lấy nãy giờ 7 kim cương của nó rồi nè. Hai anh vô nhà rồi kìa. Chọc tôi hết rồi. Thôi. Thì hai mình cứ chọc qua chọc lại vậy đó, rồi anh vô nhà rồi kìa, 8 kim cương rồi. Tôi có đường rồi. Để coi kim cương, 8 kim cương mua được gì nữa ta. Nâng cấp kiếm rồi. Rồi có hai. Rồi. Nâng cấp giáp lên nha mèo. Rồi nâng cấp cái lò. Ôi. Lò nhà mình lên em rồi mèo ơi. Trời ơi, xém chết luôn á. Rồi xém chết. Trời đường tôi xém chết. À bây giờ mình mua cái block nào mà nó chọn được á mèo. Mua block đó đặt đường mèo ơi. Đúng kiến anh. Mèo đúng rồi mèo. Mua cái gì ta? Mua cung với mèo, mày đứng rồi bắn cung nha mèo. Ừ. Đúng rồi. Mua cung. Mua cung đi là mua cung đi.
hút qua nè, hút qua nè. Đó, mày bắn được con khỉ. Bắn được con khỉ. Bắn được không? Mày bắn được không? Mày bắn được không? Bắn đi. Cái đường này mày xây đẹp quá mà. Mày xây đẹp quá, mày bắn đi. Bắn kim cương. Nâng cấp cái lò trên nhà mình đó hả? Nâng cấp giá. Gì? Cái gì? Ủa, lò nâng cấp rồi hả? Ừ, nâng cấp rồi. Phép rồi luôn rồi. Không đủ để nâng cấp giáp. Mèo ơi, tôi đang bên này, tôi quậy trên nó nè mèo ơi. Tôi biết rồi, tôi qua. Nè. Rồi, tôi qua nhảnh luôn nè. Nè, tôi qua. Rồi, thả con lên, thả hai ba con. Rồi. Tôi đang sau nhà đó, nè. Tôi lên nóc nhà đó nè mèo ơi. Tôi qua nè, tôi má phụ tay em ơi. Rồi tôi trên nóc nhà đó nè. Qua nhà đi. Anh đang trong chừng tôi trong nhà nè mày ơi. Okay. Nè, đang trong nhà luôn nè. Hai hàng còn có hàng hai, anh đang táo vàng nữa mày ơi. Rồi, tôi chạy nó nè mày ơi. Rồi, chết tôi luôn rồi. Trời ơi, ghê go mày ơi. Lên giáp kim cương đi. Đây em ra khu em rồi, lên giáp kim cương đi. Trời ơi. Rồi tới. Cái đường nó lát đủ đại chạy Lamborghini vô. Sai đường kia lắm thế. Chạm đi lấy kim cương kìa. Okay. Chạm cửa kim cương hết. Rồi, tôi về tôi mua cái giáp kim cương, cái là tôi mua cái cục biến, tôi biến qua nhà nó luôn. Chị Banda gom hết sách đưa em, chị Banda. Khỏi cần lắp giường nữa gom. Dạ đó. Đấy, em xây cái đường như là dạng lít đường thành luôn em ơi. Đó, nó rộng như là tử tử cấm thành luôn. Mình người thì ghiền lắp đường, người thì ghiền lắp giường rồi. Trời, gắt quá. Cái tận gì mà nó bắt đầu dữ vậy trời. Tận này nhây à, tận này cũng có người nhây đó. Ừ, nhây. Cái lòng xuất hiện á. Không, còn lâu lắm rồi mới xuất hiện vô đây. Còn lâu ơi là lâu nó hiện như là tới tay luôn vậy nè. Vì như là tới Congo luôn á. Cái tay gần tới rồi, quên. Rồi. Đừng hát sớm em hết. Ok. Hát sớm nha. Tại sao vậy, cho em qua nữa đúng không? Ừ. Xây hết map đấy. Không. Em xây hết map là nó hết thời gian luôn á. Em không xây hết map được đâu. Tôi có 8 kim cương nữa nè. Điều gì khiến em muốn làm gì hả Tiêu Thập? Em rảnh chị. Sự chăm chỉ và nhiệt huyết hả? Tại sao em qua bình thường vàng phụ đi, phương mát ơi. Vàng nó chạy đường tôi. Thôi rồi, thôi. Thôi ơi, tức mấy vàng thiệt chứ, sao trẻ câu quá vậy, tao đi qua quýnh cái thôi mà. Ai biết. Tôi biến qua nhà nó, rồi nó chà gô lâm của tôi luôn rồi. Rồi nó tới 4 gô lâm luôn. Tôi quánh thằng còn có mấy máu rồi mèo ơi. Hết rồi. Nãy giờ mày đi lấy kim cương hết vậy? Có lấy hết chứ. Lấy kim cương không? Lấy trời kim. Ơi. Con đường. Đây là con đường sao? Tôi ước gì ngày nào tôi chơi cũng có con đường như thế này. Cái này gọi là con đường sao? Không rớt nước mắt luôn. Cái này là con đường sao? Cái đường con đường sao? Đi không bao giờ sợ té. Wow, lên thang đi. Giờ hát hạnh phúc thiệt rồi, đi vừa làm chơi con đường đó. Yeah. Mà sao thằng vàng lại thánh nhây luôn mèo? Đánh tổng luôn cũng được. Đánh tổng đi. Đánh tổng đi, nó có hai thằng à. Ê, nó còn có thằng kia nó chết luôn rồi kìa. Kia sao buồn quá tự giận rồi. Kia tự giận luôn rồi, kia nó chịu hết nổi rồi, cuộc đời nó sầu thảm quá rồi. 23 này nâng cấp gì đây? Gì? 23 nâng cấp giáp lên nè. 23 nâng cấp kim cương rồi á. 23 kim cương nâng cấp giáp rồi. Rồi. Ê, lập thêm 3 kim cương nó vậy nâng cấp giáp quá rồi. Tôi để trong rương 3 kim cương kìa mèo ơi, tôi để trong rương kìa. Rồi đủ lên cấp giáp thêm lần nữa rồi. Rồi nhà còn nhiêu sắt đây, đưa đây hút luôn. Trời ơi, nó quá tao. Trời ơi. Trời. Nó tự sát luôn rồi, Nó tự sát rồi. Đừng quýnh nó nữa. Trời ơi. Đừng quýnh nó nữa, trời ơi. Đừng kiếm rồi mà đỡ cái cuối đó chứ. Trời ơi, giờ cái nhà mình kìa. Hay như cái tự cấm thành luôn rồi kìa. Trời ơi. Để cho nó đào cho sướng rồi, chứ tôi bánh nó chi. Trời ơi, mai mình thi xong cho mọi người. Đúng rồi, mai mọi người còn AD thi nữa không nè. Rồi, giờ mèo có thể ra phê gì được nè, nãy giờ quýnh ghê quá mèo ơi. Nãy giờ một cái trận đánh vô cùng là nhây luôn. Nãy giờ còn mấy trận mấy thằng nhây không mọi người. Còn nhây không à. Hay đó kiểu thánh nhây hay gì á. Làm thánh sống nó không làm đâu mọi người, nhờ share livestream giúp hút đi, nhấn like, phụ hút đi nào. Trời ơi, ủa vô trận luôn á mèo ơi. Vô rồi đó. Tôi không biết luôn á, tôi lo đọc comment không nè. Còn em, trời ơi, mấy bạn còn đi thi quá trời luôn hả, thi gì mà sao còn nhiều thi, nhiều bạn đi thi vậy? Có mấy bạn ngày thứ 6, thứ 7 gì mới đi thi hay sao vậy? Poppy nay thi rồi đó. Đúng rồi, Poppy nay đang thi rồi mọi người ơi. Rồi mèo. Mèo. Đi. Đi thôi nào mèo ơi.
đi thôi nào, đi thôi nào, hay cho hồi đó tôi kêu cho tôi đi theo đi, tôi làm được việc lắm. Chị bên đà với trời ơi, đỏ hai thằng gì vậy, cái gì vậy, em biết cái máy điện không? Rồi nữa rồi hả? Ừ. Cái thằng thằng đầu. Trời ơi. Lần này vô trúng trận nghe, một tôi rồi xong rồi nó vô luôn kìa. Ôi trời ơi, chưa đi gì đâu. Anh có một bước chân bước ra lên. Anh bước tới đâu là lên sẽ lắp tới đó. Mẹ mẹ có chừng nữa. À, để tôi qua nhà nó luôn mẹ ơi, để qua nhà nó luôn, để qua nhà nó luôn. Ê, Tiểu Ngọc chuẩn bị TNT heo em ơi, chuẩn bị cái cục chọi heo được rồi. Okay, em chuẩn bị cho anh TNT. TNT, cầm hết TNT cho anh hút. Chết chết rồi hả? Nó chạy về, nó chạy về. Tiểu Ngọc hồi rảnh làm cái nguyên cái sân bay nữa nha. Trời ơi. Đâu phải sân bay của Tiểu Ngọc rồi đó. Phải kết màu đen. Kết màu đen luôn. Phải. Đó, chọi nè, chọi đỏ nè. Chọi vô nhà đỏ đi, chọi vô nhà đỏ đi. Ai chọi gì ta? Chọi vô cái nhà đỏ, chọi ừ. Rồi, tôi té chết rồi. Con mèo đâu vậy? Tôi tao đi ra cửa mét lấy cái em. Cái nhà đỏ lộ vườn luôn. Rồi nó hai lớp rồi mèo ơi, nó hai lớp lần đỏ này gắt rồi không? Thằng này mình cũng gắt rồi. Chạy về đi. Đỏ này bật tun. Đỏ này là anh tôi lớn rồi. Rồi nó về, nó dắt hai thằng về luôn kìa. Okay, hai okay. Okay. Yên, đi. Trời ơi. Quánh không văng. Đỏ đỏ vô nhà mình hai thằng, đỏ vô nhà. Đâu. Đó nè, đó nè, đó nè. Ôi no. Đó gì em? My god. Rồi kìa. Nó lắp kiếm kìa, nó còn kiếm. Đó cứ chạy về, cứ chạy nhà nó. Nhà nó thiếu thằng. Lắp kiếm đi, lắp kiếm đi. Ok, rồi em chị đeo lên giường, đứng chung đích địch luôn nè, không đi đâu hết á. Rồi. Rồi đi. Ôi xuống. Đi qua nhà tôi, đi chạy qua nhà nó nè, tôi đang chạy qua nhà nó nè. Được hay không? Phải với hầu xô bát ở sau lưng kìa. Ok, kệ bà nó, đi qua nhà nó em ơi. Qua nhà nó luôn. Cái nào té không ta? Té rồi. Quýnh té rồi. Sao tay kỳ vậy em? Anh quýnh té hàng bộ nhà nó luôn kìa. Em quýnh hàng nó té rồi. Trời. Đâu, quýnh nó không té mà em té hoài thôi. Không biết, đó là do em thích, là em là người thích xây đường mà, chứ mà em là người thích đánh đâu. Em xây đường. Đi. Xây đường nên nó rất là nguy hiểm. Cô gái ở đường. Cô đó là ai? Chị bán té. Nó thì đứng ra đây cái bà bờ đồ mà lụm được có cái tay cái hộp quà nó đi mà. Cô mua lên làm cái bà đó cho chị đi. Trời ơi mẹ té chết. Rồi, vô nâng cấp cái lò, nâng cấp cái lò. Sao lưng kìa, sao lưng kìa. Ừ, tôi thấy. Máy phân phát vàng sắc. Nó đang dí sau lưng mẹ, phải quýnh nó quýnh nó. Ủa kim cương đâu vậy? Rồi nó bay giờ kia chung với tôi rồi. Nè mẹ con thằng, con thằng nó cẩn thận con thằng. Cái đập được nó chưa? Tiểu Ngọc đó. Quên cái gì đó, quên rồi luôn rồi. Nó chết chưa? Ai quên gì là đập nó trước nữa kìa. Nó chết chưa? Chưa. Chết rồi, nó chưa chết rồi. Nó chết. Đập cái chuyện bên này. Ok chưa hết. Tôi đang trong nhà nè, có ai đâu. Nó chui xuống dưới là sao? Sao cái tay này nó đập ông nội, nó cũng chui nổi nữa. Ôi, nó quýnh hai mạng, nó vẫn chưa chết. Nó đang ở đâu vậy em? Đang đâu mạng hiếp hay chỉ vậy? Trong nhà mình luôn hả? Ôi, chị đang đứng lấy đồn cho nó đập chị luôn. Ừ. Đấy, nó vô nhà. Đào tới. Tôn ghê quá. Cắt. Mèo vô nhà đi, mèo cắt ba kim cương, đi. Ôi, mà chen chị cắt cái gì. Rồi. Ủa, cái bên đó luôn rồi kìa. Gì? Bên này trong luôn rồi kìa. Bốn máy viên đó. Qua nhà nó lại nè. Nè, anh lên cái giáp, anh lên xà cạp xong rồi anh nghĩ anh ngon mày. Mày nghĩ anh ngon mày. Trời ơi, lắc quá. Giờ đó ngon lắm. Oh my god, bà con ơi. Rồi, giết được nó luôn. Rồi, xà cạp sắt hả mày? Mày xà cạp sắt hả? Đi qua hút được đó. Anh hút đang chạy về nhà, anh hút đang chạy nhà. Mèo chạy qua mèo xử cửa mít luôn hả? Thằng đỏ giờ nó sao nó me mình chứ người ta. Lên bờ đồ đây, nhanh lên, sao nó phải nhanh lên. Tức trời này nó làm vàng á. Nó làn vàng nãy hả? Chắc vậy hết. Sao biết? Em sẽ biết. Em không biết, em nói lại. Cái lá này chứ. Ok. Trả cái đồ cho tao không? Nó vô nữa kìa, nó vô nữa. Mày, mày đưa em cái đồ đây. Này cũng bắp mà. Mình là màu gì á? Màu vàng hả? Ê, nó.
Ở này nó bật tuôn gắt quá. Mấy nãy liệt não thật ta. Rồi rồi xong rồi, xong. Rồi nó xây cái giường nó chà bá luôn. Kìa kìa nó nè. Rồi nó bay giật luôn rồi. Rồi, cái bà nó đây. Tên quá. Đem qua đây cúng cho mình bảy sắc luôn nè. Bảy sắc gì? Gì trời rồi xong. Này nó chịu làm đường với ta. Ấy chết bà, té chết rồi. Có đỡ nhà mình đang xanh nhà mình. Xanh nhà mình kìa. Rồi sao đỏ này nó khoái vô nhà mình vậy ta? Rồi xong rồi xong, xanh đập bên giường nhà mình rồi. Rồi xong luôn, rồi, chết bà rồi. Lần này mình gặp mấy điên. Trời ơi, xanh nó đứng nó quơ vậy. Nó quơ kẹt dưới đây rồi, cho hai cứu lên đi. Để tôi. Té xuống dưới bàn mà chị không có đường lên. Làm chị sao? Chị bắt thôi, chị bắt nó quay xuống rồi. Đỏ vô nhà mình không? Đỏ vô nhà mình không? Đỏ vô nhà mình em cứ bắt vậy. Ủa trời, này nó kinh khủng luôn. Còn lâu không? Trời, thánh khóc rồi rồi, hàng này nó mắc rô phím rồi. Kiếp chỗ thì đặt. Mắc rô phím rồi. Ủa hai người đang dưới đúng không hả? Tôi với anh ta dưới này. Làm thế nào hai người cũng xuống dưới được? Ở đâu? Làm cách nào? Làm cách nào? Dưới chân, nó đặt đi lên, chặt nó dặn lên. Ok. Giờ tụi còn, tụi không biết tụi nâng cấp cái gì luôn á. Rồi. Anh không thể, anh không hề biết là anh phải làm gì bây giờ luôn em ơi. Nhảy lên được chứ chạy nè. Nó kìa. Đặt quỷ đỏ đó. Rồi, lắc quá. Rồi lắc rồi, kẹo lắc rồi, đầu không? Sao cũng đánh tôi chị bên nào? Vô cũng lắc luôn rồi. Nó dưới kìa, nó dưới kìa. Kệ bà đi, kệ bà đi. Bà nó đi. Bà nó. Tán đời trong chết đi quỷ. Ôi con mấy ảnh. Rồi trời, chị Panda gắt vậy. Rồi tôi qua nhà nó, tôi cúng nó luôn nè. Qua nhà nó lần cuối luôn. Hiến thân. Hiến thân. Ôi có một vàng giống mình kìa, nó bên dừa kìa. Panda vàng á. Ủa? Hình đấy hả? Đấy. Rồi xong rồi, hiến thân luôn rồi. Cái cảnh khác thôi. Tim này vừa vô gặp mấy thằng điên quá rồi, nó bật tuôn không à. Ừ. Nó làm mình lật chết đi. Thì hy vọng là kỳ này nó không theo mình nữa chị Panda, em sợ tụi này quá. Mua đơ đi anh ạ. Thôi em ơi. Không, chắc là nó theo không kịp đâu, tại nó mắc ở lại với mấy kia rồi. Nó mắc ở lại với mấy kia rồi, nguy hiểm quá. Đụi với mấy kia chưa xong đâu. Đúng rồi, nó đang đụi với mấy kia chưa xong rồi chị Panda. Vô tiếp. Ờ, vừa chơi vừa. Giờ ta năm đi anh. Thôi em, buổi tối mình đang Minecraft vui vẻ mà. Hai tiếng luôn rồi mèo ơi. Dạ. Mọi người nhấn like, share, livestream giúp anh Hút nha. Biết tại sao hồi nãy không? Hồi nãy công thức vừa vô là sai công thức. Không ai đi đường đường kia đó. Đúng rồi. Nãy không đi cửa mít, tại nãy mình không đi cửa mít mọi người ơi. Với cái trận. Với lại cái trận đó nó vừa ra là nó có đặt đường thẳng được rồi. Nguy hiểm lắm mấy thằng đó, nó đặt tool mà. Nãy tôi vừa vô tôi nói mà, hai thằng nó đặt như là cái máy vậy đó. Hiểu rồi. Vừa vô lẩu qua nhà mình rồi. Vừa vô lẩu qua nhà mình rồi. Không đi qua ly lẹ luôn. Không đi qua luôn hả chị Panda? Không kịp trả bài luôn. Rồi tôi qua tới mèo ơi. Lẩm đi tôi qua kim cương. Mày qua kim cương nha. Thomas nhiệm vụ của em. Bây giờ tôi ấy á, trời ơi. Mày tôi vừa vô, chú em qua luôn mày ơi, chưa qua. Đi, lấy lẹ lên. Đó là mấy anh khác mày ơi. Để tôi để ý tên mấy anh khác đó rồi. Tôi không có biết chữ nó được. Hả? Không có debug nó. Để từ nó mới cho nó tự chết rồi. Vàng là mình đó bà nội. Ok mà tay. Vàng hả? Đúng rồi. Gì? Tôi bị qua đỏ luôn. Từ đang em ôm hai mơ rồi vậy. Má không đủ lắm, em qua cửa kim cương đi. Không chị Panda đưa em hết đồ chơi, chị Panda đưa em hết, em qua nhà nó luôn chị đây. Đưa vàng sắt gì cũng được. Đổ qua nhà mình kìa chị Panda, chạy ra cửa trước chị Panda. Đổ bật cơ đó em. Mày nữa hả? Ừ. Okay, em đổ phải qua kìa, chết cha. Mày nó chạy nó chạy. Chạy được một thằng rồi. Chị Panda mới chạy chết hai thằng luôn. Chị Panda gắt thế. Bánh đa tay đó kìa. Xanh đó luôn nè, qua luôn nè, đỏ đang lộn mình đó nè. Ủa kim cương chưa sao chưa xây vậy? Chưa chị ơi. Ấy gì vậy? Này quýnh tao. Đỏ đánh. Ê hút đèn vô nhà đỏ nè. Hút vô nhà đỏ thật đặt tin ti nè mọi người ơi. Thì ừ vô đặt đi hút đặt đi. Rồi. Đúng phù ơi, bà chỗ cũng biết nè. Sao không? Nhà đỏ nó lộ vườn kìa. Rồi đỏ nó quýnh chết tôi rồi, không ai vô nhà đỏ vậy? Tôi làm nhà đỏ lộ vườn luôn rồi. Đúng rồi này. Trời ơi trời, tôi đặt TNT vô giường nhà đỏ rồi. No. Gì vậy? Như đó mà đủ tiền mua TNT lại hồn con trùm. Bị đắt hết á. Giờ hàng xanh cho trời nó đang không có bụp đỏ nữa rồi, đỏ nó lắp tè le lên luôn rồi. Lắp cái ở trên lại đi chị Panda. Đỏ lắp tè le vô luôn rồi. Đây chị đang mua. Mày điên à, đi mày chết rồi đi. Đi. Trời mày chà là tao. Trời ơi. Đó nó bật luôn. Tôi này phút luôn. Có thằng mặt tôi nè. Không, tôi nghĩ là hai thằng có mèo ơi. Không, nó lắp cái nhà nó lại rồi, nó biết đường, nó lắp cái nhà nó lại rồi. Đi nâng cấp cái lò lên đi, nhớ mua Edelstab nữa.
Rồi xong xanh nó trà lộn với đỏ bên ngoài tụi bên kia luôn rồi mày ơi. Kèn đỏ lên trả thù kìa, một mình nó quýnh hai luôn. Thôi tụi ôm em bắt đầu tụi chạy về. Ghê, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Mày heo. Cái đường kim cương bên nhà Salad sao không ai đặt qua vậy? Tôi đang tính là tôi đặt qua. Đặt qua này rồi. Mình à, sao nhà ta xây lên nét quá vậy? Sao nhà mình chưa nét vậy? Đi coi nhà đỏ kìa, rồi nó vô nhà mình kìa. Nó vô. Nó ấp nó rồi. Trời ơi. Nó rớt chung với tôi á. Ừ. Ê, có cái nào rớt nhanh không ta? Để ship nha, rớt. Tôi không biết phải đè ship không, trước thấy đó nó hát cái gì nó rớt cực kỳ nhanh luôn. Nó vừa để xuống là lướt cái dù luôn. Cứ đè ship đi, cứ tưởng tượng là nó rớt nhanh hơn đi. Mình hy vọng là vậy đi mọi người ơi, cứ hy vọng là vậy đi. Với hết biết đường rồi. Tụi này nó chơi gắt quá, xanh nó rượt tôi. Trời ơi, mẹ quay lại sau lưng. Con nào không? Con nào được tôi không? Không, không. Hên quá, tôi mới ôm em bắt đầu tôi chạy nè, cố lên anh ơi. Ừ, anh đang cố gắng em ơi. Trời ơi trời, có mở cái cửa nhét vô cũng khó, để tôi mũi vào táp luôn nha. Ê, trời ơi, thằng bà ơi, con quỷ đỏ. Thằng xanh, thằng đỏ nó vô luôn, vào đỏ vô luôn. Trời ơi, nó bay giật rồi. Quánh rớt thằng của hay chưa? Rồi, chúc mừng chị nha. Còn thằng nữa đâu? Mày hỏi câu nghe lạnh người, còn thằng nữa đâu? Nó chết rồi. Nó chết rồi, quả thiêu. Quả thiêu. Xanh nó vô, xanh nó vô kìa. Xanh nào vô? Xanh nó vô cái cửa mít á, nó vô cửa mít chứ không phải vô nhà mình. Vô cửa mít. Thôi gắt luôn. Chị Minh A, chị làm kiến hai lớp với chị Minh A. Đặng khi mà tụi nó chạy vô á, chị còn phải nghe được tiếng của nó chị Minh A. Ừ. Giờ tôi đang có tia emerald mà tôi không biết là nên dùng cái đó để xây nhà hay là nên dùng cái đó đặng đi quậy tên mèo. Xây nhà đi. Giờ là có mấy thằng đi dính muốn qua đặt nhà mình lắm á. Ok, con xanh giờ trời nó nhà nó yếu. Xanh lá cây nhà nó như cục tức luôn nè. Đỏ kìa, nhà đỏ bên giường chưa? Chưa. Xanh giờ trời nó qua đặt giường nhà đỏ kìa. Đỏ gì bên giường? Ê, trời ơi, nó quýnh xa vậy. Đến cả mét luôn mèo. Đó, chứ không nghĩ là sao. Trời ơi, cầm kéo. Nó quýnh xa cực kỳ luôn. Rồi, thằng xanh đi. Thằng xanh có tới 2 thằng hát lận. Ok, đỏ cũng 2 thằng, xanh 2 thằng là 2 thằng gặp nhau yêu nhau vừa. Mệt ghê. Đây là trận chiến của những thằng hát rồi ta. Ê, xanh lá cây nhà nó có 1 thằng luôn á. Chiến của những thằng liệt não. Không, mình không liệt não mẹ ơi. Tại sao? Mình bị cuốn vào trận chiến. Từ từ, anh đang có emerald trong người. Từ từ, để về nhà anh nạp cho cái cống cho đủ 4 emerald cái. Bị cuốn vào những thằng liệt não. Ê, trời ơi. Ê, quýnh tôi vậy. Đỏ sao lên không nè. Ê. Ủa, nó vô nhà. Quay đỏ, 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 nó quay đỏ, 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 quay thằng à? Ừ, nó có thằng đó đó. Thoát luôn rồi. Thoát game luôn rồi hả? Rồi thằng này nó ray quit luôn rồi. Này nản quá. Rồi xanh nó đang bập đỏ kìa. Kìa, hang xanh, hang xanh. Đi. Ủa, cô lại cứ đi. Rồi. Đi đâu mà đi. Mày. Chết đi. Còn hai méo hả? Rồi xong, đâu không dạ. Ủa, em hả? Đỏ nó qua em ơi. Dạ. Chạy. Mày thấy gì ạ? Ừ, dạ, đỏ nó qua cửa mít. Rồi chạy đi em ơi. Rồi xong, nghe tiếng của ai tạch vậy? Em tạch. Oh shit, ơi mèo, có con đỏ rượt sau lưng tôi không? Không có rượt hả? Ê đi lấy kim cương đi, tụi mày ơi, lấy kim cương. Kim cương. Ghê quá. Ai đã là khó. Ngày mai thứ hai rồi mọi người phải đi học, rồi bạn nào đi ngủ thì đi ngủ sớm đi nha. Em thấy chị bên đây chơi giỏi. Ừ, chị đã chơi rất là giỏi mấy em ơi. Thấy mấy này đang chạy lộn. Tôi chạy qua nhà xanh lá tôi gom mớ đồ cái rồi tôi lấy mớ kim cương cái tôi chạy qua nhà đỏ luôn. Xanh rồi. Nó gom một nồi lại xong cái bạn nào đấy trà không biết nào hắt nào không hắt luôn. Ôi cái ghê vậy. Không biết nào cương nào không cương. Nghe như cơn ác mộng vậy mèo. Nó bu bốn thằng là nó trà tôi. Tôi nổi không? Ok. Tôi tin được, tôi tin. Tôi dịch nhà tiểu ngọc ơi. Ok em đang nhà mà. Nhà thiếu thốn từ lương học dịch mà. Xanh nó không thể mở đường qua cửa cũng bên cửa. Em kim cương bên này luôn nè. Rồi anh thấy tôi qua anh mở đường qua rồi kìa mèo ơi. Ai 16 cục nữa nâng được cái này. Này. Xanh nó đi cuốn nhà đỏ kìa, tụi mày coi nè. Rồi quá. Gì vậy? Ủa nó cái chết hả? Tôi ngọc nó cái chết hả? Thế sao? Cái mèo thấy, mèo thấy chuyện gì xảy ra? Nó đứng ở nó xài một cái lóc, nó xài trên cao nó nhảy từ nó nhảy xuống một cái gieo. Nhảy một tốc độ thần thánh luôn á. Chưa chết vậy. Trời ơi. Nó tê bọt vô nhà đỏ luôn á. Vậy mà chưa chết luôn hả? Thì nó tê bọt vô nhà đỏ mà đâu chết đâu. Rồi nó thánh thần như vậy. Tôi thấy một cảnh tượng vô cùng rồi. Lạ lùng. Thật là lạ lùng. Rồi nó đứng bên nhà bên kia nó bắn con kia luôn kìa. Không biết nổi. Rồi còn 7 viên nâng cấp. Từ. Lộn về nữa nâng cấp giáp lên tí. Tôi có 2 viên emerald nữa rồi. Tôi có 10 viên emerald nè. Nâng cấp cái gì đây bây giờ? Gì 10 emerald đó hả? Thì 10 nha. 10. Cứu em. Em ở đâu mà kêu cứu? Nó nhảy ra. Ủa nó muốn giết tiểu ngọc.
thấy là thằng quỷ đổ, mày làm cái sao mày coi mày làm cái thầy chết vậy luôn hả? Chị mới biết cửa ngầm thôi. Còn thằng trước nữa, còn trước nữa. Còn hả, còn hả? Có thằng hả? Còn không, còn không? Đó, có con bên phải, phải lộn, lộn, nhìn thấy chỗ đỏ đỏ, chỗ đỏ đỏ chứ. Đó, không có hai thằng hả? Đó, nữa kìa, đó nữa kìa. Lên chiến đó, mày, chạy, trời ơi, mệt quá. Thôi là chạy chết nó rồi, không thôi là mình chết. Tôi hút qua nhà xanh luôn hết. Qua luôn nè. Rồi xong rồi. Nhà tiểu ngầu rồi. Tôi chết luôn rồi. Dynamit, dynamit. Đi ra hả? Đi chưa rồi, đi, chưa đi. Đây. 10 kim cương nè. 7 kim cương nè. 17 kim cương. Rồi nâng cấp cái nhà lên Emerald luôn. Yêu bùa. Rồi xong nâng cấp hồi máu nha, trong nhà mua cái tab luôn chưa? Rồi chưa mua luôn. Rồi tôi mua rồi nha. Nãy nó mất rồi. Nhà có Emerald rồi nè, nó thấy chưa? Đỡ, đỡ không? Đỡ không? Kìa chị đã đủ đồ chơi rồi kìa. Ok, chị tông vô chị mua. Ốp vô đi, ốp vô đi, ốp vô đi. Trời trời. Để chị làm cái đường đi cho nó đàng hoàng cái. Đúng rồi, chị nên làm cái đó đó. Kiếm thêm một cục nữa anh hút rồi. Đủ rồi. Cục gì? Em rồi. Có volume mà đã hút. Ok. Mấy xanh lá đang, xanh đợi đang qua nhà xanh lá. Từ từ. Hút ơi, có volume rồi nè. Từ từ. Giờ mình qua nhà khoan, đợi xanh nó đánh nhà đỏ mình đã qua chung được rồi. Nè, anh đang mua đồ, Đi. Chết. Rồi xong, gom. Nhẹ nhàng, tình cảm. Một Emerald. Trời nó bay từ trên trời nó bay xuống cái gì thật. Cứu giới. Không ai gì hết. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh, chạy từ từ. Không một ai dí mèo hết. Rồi chúng ta Emerald trong luôn kìa, lấy lắp đồ đi, lắp vô. Ok. Rồi. Em ở nhà lấy cái tụi chi lên ra. Khỏi kêu nha. Khỏi kêu em đây. Có em đây, khỏi kêu. Em chưa đi. Chưa đi đâu. Ô, trời trời bên giường ơi. Hay quá. Trời, tôi chàng này nó không sao luôn rồi, tôi chàng chết hết luôn rồi mèo ơi. Mình chàng nát rồi, ôi quá trời, sắc luôn. Rồi, giờ vô nhà đỏ luôn không? Đỏ qua. Cái gì vậy? Mệt quá, nó té chết rồi. Té chết chưa? Chết rồi hả? Rồi lên lắp ở trước rồi nha, chị lắp được à. Trời ơi. Gì vậy? Tôi ôm 16 kim cương, tôi chạy xem chết lọt lỗ chết. Trời ơi, mèo nâng cấp lên đi cho mát kim cương, mát Emerald luôn mèo ơi. Nâng cấp cái lò luôn hả? Ừ, rồi xanh cuối cùng nó đang chạy nhà rồi kìa. Cái gì? Nâng cấp cái lò luôn, chắc luôn. Chắc, nâng cấp cái lò đi, lên Emerald. Emerald giờ mình có nhiều lắm rồi. Trời ơi, giờ tôi có quá chạy Emerald, thằng đỏ này chết bài với tôi rồi. Emerald cho chị đi, chị làm 2 lớp. Nè. Ê, anh đập kì. Đó, một thằng bé. Mấy hàng vậy? Đâu rồi. Chạy. Giết rồi. Ok. Để anh hút. Tôi cầm 3 con Iron Golem qua nhà nó rồi nào. Đúng vậy, lên. Đi, đập cửa, đập cửa. Chạy á. Chết bà, mua một chiếc kim cương rồi, đậu phộng. Chạy đó, để ra làm cửa. Nè, nhà nè. Để ra làm cửa đi, cũng được đó. Rồi. Thấy bà, ông đang tính mua đồ, tự nhiên cái nhắn lộn mua cái kim cương này. Thấy bà rồi. Tôi cần sắt mèo ơi. Sắt hả, bốn lại sắt này, bốn mấy hả? Ok. Chị Bình Nga đập hả, chị Bình Nga? Chị nè, chị đang mất nè. Sao nghe tiếng tập kiếm chứ? Thôi tôi qua nhà đỏ nha mèo ơi. Tôi qua nhà đỏ. Rồi em nó đỏ cái cửa kìa. Ok, nè, nó thả con này ra kìa. Ê, nó bắn. Chừng cái con người tiếc nó nguy hiểm lắm. Cái gì mà lập bắn lên trước vậy? Con người tiếc. Rồi chết rồi. Được bội hà. Cái tiếng gì? Bội hà. Có tiếng gì lập kịch quá à. Được bội hà. Rồi đó, nó xách kia, nó thằng đỏ nó xách cung lên trên cái tướng rồi đó. Ừ, anh có nhìn em mơ rồi, cho chuyện gì? Nè, rồi đủ rồi kìa. Ok. Qua nhà đỏ nha mèo ơi, tôi qua nhà đỏ. Tụi em á, chị xài đi. Thôi má, tự nhiên. Rồi, hết rồi. Ok, anh qua nè. Từ, chị cho túi. Đỏ bên đây nè, nó chặt tương, trời ơi, ném chết. Ủa, mép nó ôm, đống đồ chết. Từ. Được sao hả? Chị bên ta đập kiếm hả? Chị đập giường nè. Đừng ai thấy tôi, không ai thấy tôi hết. Không ai thấy tôi hết. Nguyên cúp luôn, có gì qua khô máu đó. Ôm bù lâm mưa tới đây hết rồi. Ôi, đập kiếm. Bánh giường ơi. Thấy bà, tôi thả 3 cô lầm bên nhà nó nè. Ủa, nó đâu rồi? Nó đứng rồi, commit nó chọi kìa, mày thấy không? Kìa, đứng commit nó chọi kìa. Rồi xong. Còn 2 đứa thôi. Đó, còn 2 thằng nữa à. Có rồi. Thằng hồi xin về nhà không? Ra đây biểu. Kìa, anh chạy bên cửa kia nè, mày ơi.
nè, nè anh chạy ở cửa cửa giữa nè, nè nè nè, à, anh thả hai con lùm ở cửa giữa phải. Lo luôn. À. Ui, ui hai con lùm nó chưởng thùng cái tôi văng nóc nhà rồi. Mày đi 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 đi. Rồi xong chết thằng ơi. Thằng đó đâu? Rồi nó giết tôi rồi. Còn thằng nữa còn cửa giữa đó, còn thằng cuối à. Ok, thấy rồi đó. Để thu vô địch. Cảm ơn em nha, lạnh quá. Giờ mấy thằng này lạnh xương mèo ơi. Em nhà Blue rồi. Em nhà Blue rồi hả? Em vào nhà Blue rồi. Qua giết nó thôi, qua giết nó thôi. Trời quá dễ mọi người ơi, quá dễ, quá dễ. Hai con lâm của nó, đừng có đụng hai con lâm của nó. Kìa nó chạy về nhà Blue kìa. Qua giết nó. Anh đâu rồi? Trong nhà Blue. Ok. Nó hận hai con lâm nha. Đừng chọi đường á. Đường. Đập đi mới. Mua da đó. Ok nè, anh mua cái sạc cặp kim cương kìa, mua sạc cặp kim cương kìa. Thì anh nghĩ ngon rồi, nghĩ ngon rồi. Từ từ tôi tra hàng sạc cặp kim cương. Ui, con cung nó có cung mèo ơi, nó có cung. À mèo vô mèo ơi, vô. Con cung thua trời rồi đây nè, đâu vô được đâu. Oh no. Rồi nó chào tôi luôn rồi. Nó còn 13 máu à. Còn 13 máu à mèo ơi. Chị hả? Ừ, ăn tới vàng. Nó có cung á, coi coi nó có cung. Chị Bada giá kiếm không? Nó gì là? Chị Bada giá kiếm không chị Bada. Giết nó chị Bada. Nè, em gom cuốn chót nè. Ok em gom cuốn chót nè. Hốt hồi chót. Trời ơi. Sao đâu vậy? Nó ở nhà của Bà Lu á. Xem chết rồi. Tức quá. Ok. Nè, tôi qua tôi làm cuốn chót là thằng này nó chắc chắn là nó phải chết nè ơi. Tôi cầm theo á con hai con Aaron của lùm luôn nè. Nè, tôi qua tôi giết nó nè. Lú. Hãy bóng da tới rồi. Nó mặc quần xanh áo đỏ. Đúng rồi. Chị nói chuyện điên thì chứ. Ai cũng biết nói chuyện mặc quần xanh áo đỏ đây, chị. Đó. Hay gì bà nói bằng cái xà cà. Bà nói tao bằng cái xà cà kim cương đi. Bà lớn cái gì vậy chị Bánh Đá? Chị chưa chạy qua tới nữa. Chị Bánh Đá chị la gì? Chị tính vậy cho nó ngầu cho nó biết chứ. Đăng à. Đây, tôi cầm kiếm gỗ tôi chà nó luôn rồi. Rồi, chết nó luôn rồi. Rồi. Cầm kiếm gỗ chà chết nó luôn. Wow. Quá dễ. Thôi hồi nãy tôi chà nó trước rồi đó. Thôi chắc gà anh off đi mọi người ơi. Nay anh lạnh quá rồi. Lạnh quá. Hôm nay anh off livestream được nha mọi người. Được rồi. Rồi, chúc mọi người một tối vui vẻ nha. Chào tạm biệt mọi người. Trời ơi, nãy giờ trên đuối luôn á. Bye bye mọi người nha. Bye.